bằng vào linh hồn lực tinh thuần và nền tảng chân nguyên thâm hậu, Lâm Minh đã liên tục chống đỡ thời gian một buổi chiều, trong lúc này hắn cũng mấy lần đến gần cực hạn. Tuy nhiên con đường tu luyện, nếu là không ép mình đến cực hạn rất khó tiến bộ. Khi chân nguyên tiêu hao sạch, Lâm Minh sẽ không chút tiếc rẻ lấy ra một viên chân nguyên thạch, rồi sau đó tiến vào không linh võ ý. Dưới trạng thái không linh võ ý, chân nguyên toàn thân Lâm Minh sẽ vận chuyển tự phát, với tốc độ vượt xa bình thường và lộ tuyến gần như hoàn mỹ, tu luyện dưới loại trạng thái này, tiến cảnh cực nhanh, dần dần mặt trời lặn về tây ánh sáng trong phòng mờ đi uông vũ hàm đốt đèn nhìn thấy lâm minh một mực ngồi xuống điều tức uông vũ hàm mấy lần muốn nói lại thôi mắt thấy đã gần canh một nàng rốt cuộc không kìm nổi nói lâm tiên sinh à chúng ta nên ăn cơm ồ vậy sao cô đi ăn đi giúp ta mang về một ít là được rồi ta vừa điều tức sấp xỉ rồi trước vẽ xong một tấm này còn vẽ uông vũ hàm hết chỗ nói vẽ nữa chính là tấm thứ bảy a à. một buổi chiều vẽ liền bảy tấm minh văn phù hơn nữa mỗi một tấm đều là minh văn phù phức tạp cần mấy chục cái minh phù dung hợp cùng một chỗ minh văn đại sư cũng không chống đỡ nổi uông vũ hàm hiện tại đã sớm không lấy mình ra so sánh với lâm minh nữa mà là coi lâm minh theo lý tự nhiên quy kết thành nhân vật cùng một tầng với gia gia bất đắc dĩ lắc đầu uông vũ hàm đành phải đi ăn cơm sau khi ăn trở về quả nhiên lâm minh đã bắt đầu vẽ tấm minh văn phù thứ bảy hơn nữa xem dáng vẻ đã hoàn thành hơn nửa rồi uông vũ hàm đem đồ ăn đặt ở một bên lẳng lặng nhìn mỗi một động tác của lâm minh nghiêm túc ghi nhớ thậm chí ngẫu nhiên còn theo bản năng vươn tay ra theo động tác của lâm minh cùng nhau di động tuy rằng nàng cũng rõ ràng dù là ghi nhớ những động tác này không biết huyền ảo trong đó cũng là tốn công vô ích thời gian từng phút từng giây trôi qua uông vũ hàm nhìn những văn lộ minh văn phù sáng lạn như sao băng kia nhìn nóng tay lâm minh như khiêu vũ và khống chế chân nguyên vô cùng trôi chảy nhìn gương mặt phủ kín mồ hôi mà lại vô cùng chuyên chú dần dần uông vũ hàm có chút xuất thần ánh mắt nàng vô tình từ ngón tay lâm minh rời lên mặt hắn khoảnh khắc đó nàng cảm giác mình bị sự chuyên chú của thiếu niên này cuốn hút không biết qua bao lâu theo một tiếng phừng nhỏ khẽ vang mấy chục cái minh phù trước mắt lâm minh hợp làm một thể hào quang lóng lánh uông vũ hàm thoáng cái phục hồi tinh thần có chút hoảng hốt thu hồi ánh mắt gương mặt hơi ửng đỏ tấm thứ bảy lâm minh thở ra một hơi dài thân thể hoàn toàn ngồi phịch trên ghế hiện tại ngay cả sức lực động đầu ngón tay đều không có a à, lâm tiên sinh cơm sắp nguội lạnh rồi. Ồ, Lâm Minh chống người đứng dậy, lấy đồ ăn qua, ăn từng miếng lớn, mà Uông Vũ Hàm thì có chút mất tự nhiên ngồi ở một bên, ánh mắt không tự nhiên nhìn đồng hồ cát trong phòng, nhìn cát từng hạt từng hạt rơi xuống. Trong văn lộ cơ sở, khi vẽ nham văn, thêm một cái kết cấu gấp khúc có lẽ tốt hơn một chút. Khi ăn được một nửa, Lâm Minh đột nhiên mở miệng nói một câu không đầu không đuôi này. Uông Vũ Hàm thoáng sửng sốt, lập tức mừng rỡ, Lâm Minh đang dạy nàng minh văn thuật, đây nhưng là một loại hệ thống minh văn thuật độc lập ở ngoài Thiên Vận Quốc, hơn nữa luận mức độ tinh diệu vượt xa lưu phái Thiên Vận Quốc. Lúc này Lâm Minh đã khôi phục một ít chân nguyên, hắn tiện tay vẽ ra một cái nham văn ở không trung. Lần này hắn tận lực thả chậm tốc độ, để cho Ung Vũ Hàm có thể có đủ thời gian nhìn rõ biến hóa của linh hồn lực trong đó, nhất là khi vẽ kết cấu gấp khúc thêm ra kia, Lâm Minh lại càng làm tốc độ hạ xuống thấp nhất. Lâm Minh đương nhiên biết Ung Vũ Hàm chủ động yêu cầu đến làm trợ thủ của mình là vì cái gì, người ta bồi mình một buổi chiều giúp không ít bận rộn, tiêu hao cũng rất dữ dội, nhưng đồ vật nàng có thể học được lại cực kỳ có hạn. Một thiếu nữ, bản thân là hòn ngọc quý trên tay hội trưởng Minh Văn Sư Công Hội, thiên chi kiêu nữ như thế, buông sự rụt rè làm trợ thủ của mình một buổi chiều. Lâm Minh nếu là không báo đáp một chút, chính mình đều cảm thấy băn khoăn. Vì thế ngay trong thời gian ăn cơm này, Lâm Minh liên tục dạy ung vũ hàm mấy cái văn lộ cơ sở. Tuy rằng chỉ riêng học được những văn lộ cơ sở này cách vận dụng thực tế còn có một khoảng xa xôi, nhưng lâm minh tin tưởng với thiên tư của ung vũ hàm ngày sau theo minh văn thuật của nàng không ngừng tinh tiến tất nhiên từ trong đó đạt được dẫn dắt rất lớn cảm ơn ngươi lâm tiên sinh uông vũ hàm nói lời cảm tạ từ đáy lòng là ta cảm ơn cô mới đúng vậy lâm tiên sinh ngày mai còn tới không ngày mai ừ hẳn là buổi chiều tới buổi sáng ta muốn ở thất huyền võ phủ tu luyện bởi vì khảo hạch đệ tử hạch tâm thất huyền võ phủ đồng ý cho lâm minh thời gian sử dụng bảy đại sát trận 10 ngày chẵn thời gian sử dụng bảy đại sát trận này cực kỳ quý giá cũng không thể vì tu luyện minh văn thuật mà lãng phí vậy ngày mai ta còn có thể làm trợ thủ của ngươi không uông vũ hàm chờ mong hỏi lâm minh cười nói tự nhiên có thể sao 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 đêm đó lâm minh trở về thất huyền võ phủ bắt đầu tiêu hóa tu luyện ngày này đạt được thời gian một buổi chiều ba canh giờ rưỡi lâm minh tổng cộng vẽ bảy tấm minh văn phủ mà tài liệu bảy tấm minh văn phù này dùng đến từng cái giá trị không rẻ, Lâm Minh trong quá trình vẽ cũng từng có không ít sai lầm, khiến cho lãng phí một ít tài liệu, nhưng là lại cũng không từng xuất hiện tình huống Minh Văn Phù hoàn toàn mất khống chế mà bùng nổ hỏng mất. Chỉ cần không hỏng mất, sai lầm ở trình độ nhất định đều có thể chấp nhận. Theo quy củ của Minh Văn Sư công hội, tài liệu khách hàng dùng để trả thù lao, tổng giá trị cần hai lần giá trị tài liệu phục vụ dùng đến, thậm chí có khi còn cần trả tiền công nhất định. Tài liệu dùng còn lại, do Minh Văn Sư khách tọa chia 6 phần và Minh Văn Sư công hội được 4 phần. Minh Văn Sư khách tọa 6 Minh Văn Sư Công Hội 4 Lâm Minh giữ lại mấy loại mình dùng được, ngoài ra đều đổi điểm tích phân cho Minh Văn Sư Công Hội. Dựa theo tốc độ kiếm điểm này, đại khái lại qua thời gian hơn 10 ngày nữa, ta mới có thể kiếm đủ điểm, mua được một ít tài liệu từ Minh Văn Sư Công Hội. Về phần tài liệu quý báu hơn khác, phải chờ khi Minh Văn thuật của ta càng tiến thêm một bước mới có khả năng kiếm được. Tài liệu hai tấm minh thân phù này cần dùng đến thật sự là quá khó gom đủ. Tuy nhiên quá trình kiếm điểm này cũng là quá trình ta tu luyện, liên tục dùng nhiều tài liệu quý báu như vậy không ngừng nghỉ vẽ minh văn phủ chẳng những minh văn thuật của ta tiến bộ cực nhanh ngay cả linh hồn lực cũng đang thong thả tăng trưởng hỗn độn chân nguyên quyết cũng đề cao theo đã mơ hồ đến gần cảnh giới tầng thứ hai tiểu thành biện pháp một công ba bốn việc như vậy ta trước đây lại không nghĩ ra chỉ là chân nguyên thạch tiêu hao hơi nhanh một ngày tiêu hao mất ba viên quả thật là đốt tiền chân nguyên thạch của thiên vận quốc căn cứ mức độ tinh thuần giá một viên đại khái khoảng 500 đến một ngàn lượng vàng thất huyền võ phủ miễn phí phân phát, cơ bản đều là loại chân nguyên thạch cấp thấp nhất, giá trị 500 lượng vàng, mà hơn 100 viên chân nguyên thạch thái tu Châu lâm minh kia lại thuộc về chân nguyên thạch thượng phẩm màu sắc tinh thuần, một viên giá trị là 1000 lượng vàng. Thiên vận quốc chân nguyên thạch khan hiếm, muốn mua lượng lớn rất khó. Trái lại, có chân nguyên thạch muốn đổi hoàng kim cũng dễ qua tay, dù sao cho dù là đệ tử thế gia đại phú đại quý cũng khó thể chịu đựng giá cả đắt đỏ như vậy, dùng mất 4 năm viên chân nguyên thạch liền tương đương một kiện bảo khí. Như Lâm Minh, trong tay hơn 200 viên chân nguyên thạch, mỗi ngày sử dụng giống như ăn đường đậu, toàn bộ thiên vận thành đều không có mấy người. Chân nguyên thạch đại khái 2 tháng sẽ dùng hết, ta còn có thể nhờ thái tử mua giúp, cùng lắm thì ta ra tiền là được. Sau khi trở thành minh văn sư khách tọa, Lâm Minh ngược lại tìm được một phương pháp tu luyện kiếm tiền vẹn cả đôi. Hắn phòng trừng mình một tháng kiếm mười mấy hai mươi vạn lượng vàng không thành vấn đề, đương nhiên điều kiện tiên quyết là có đủ võ giả có tiền tới nhiều phục. Minh văn sư khách tọa bình thường, một ngày ra tay một hai lần là không ít rồi, bởi vì một khi số lần nhiều lên, tuy rằng bọn họ cũng có thể duy trì, nhưng lại không phải trạng thái tốt nhất, khó có thể vẽ ra minh văn phù hoàn mỹ, có tổn hại đến thanh danh. Những minh văn sư này, một tháng làm khoảng 20 ngày, kiếm 2-3 vạn lượng vàng xem như không tồi, còn phải cam đoan không thất bại mới được. Mà giống như Lâm Minh, một ngày ra tay 7-8 lần, một tháng công tác 30 ngày, thật sự là quái thai. Tuy ý tắm qua một cái, lâm minh ở trong thùng tắm liền tiến vào không linh võ ý khiến chân nguyên trong cơ thể tự vận chuyển theo lộ tuyến hoàn mỹ lâm minh ngồi một mạch hai canh giờ bởi vì chân nguyên kéo dài vận chuyển tốc độ cao nước trong thùng nóng lên bốc lên xương trắng dày đặc cả phòng tắm hơi nước mù mịt lâm minh tùy ý phun ra một hơi là có thể cuốn lên một vòng xoáy khí mãi cho đến lúc nửa đêm lâm minh mới từ trong trạng thái không linh võ ý tỉnh lại tế bào nhỏ toàn thân cùng va chạm chân nguyên chấn động như thủy chiều tràn ra bốn phía sương mù đầy phòng quét một cái sạch bong nhưng bởi vì sương mù ngưng lại lâu dài, cả phòng đều ướt sũng, quần áo Lâm Minh cũng ướt hết. Từ trong thùng tắm đứng lên, Lâm Minh lơ đãng nhìn thấy kiện nhuyễn giáp từ Kim Thái tử tặng mình. Vừa nhìn, Lâm Minh đột nhiên ngây dại, đây là? Lâm Minh chụp lấy nhuyễn giáp từ kim, trải ra nhìn, trong lòng kinh hãi, huyết phù do cao thủ Hậu Thiên đỉnh phong dùng tinh huyết bản thân vẽ ra làm sao không còn. Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Minh không thể lý giải, chẳng lẽ ban ngày hôm nay có người dùng bí pháp ám toán mình? bị huyết phù này chặn lại cho nên huyết phù bị hủy cũng không có khả năng nếu là thật sự có người có bản lĩnh bậc này có thể xóa bỏ huyết phù dưới tình huống mình không biết gì chỉ sợ là cao thủ tiên thiên rồi loại người này rớt mình còn không phải dễ như trở bàn tay hơn nữa chu viêm và thập hoàng tử căn bản là không mời nổi lâm minh thật sự nghĩ không rõ đã xảy ra chuyện gì đành phải đem nhuyễn giáp gác sang một bên chính mình lên giường nghỉ ngơi giấc ngủ này có lẽ bởi vì tiêu hao quá độ lâm minh ngủ hết sức ngọt ngào hắn mơ mơ màng màng đi tới trong một vùng không gian tối đen trong này rộng lớn vô cùng dường như là trời sao tối đen vậy chung quanh lượn lờ khí thể trong suốt như u hồn trong những khí thể này có vô số điểm sáng lóe sáng như mảnh gương vỡ điểm sáng lớn nhỏ không đồng nhất vận động với một loại quỹ tích kỳ dị thần bí mà ở chính giữa tất cả điểm sáng thì có một đoàn quang cầu cỡ một xích quang cầu phát ra vầng sáng mông lung màu trắng ngà mang đến cho người loại cảm giác dịu dàng mà ấm áp đây là không gian ma phương Lâm Minh đột nhiên cả kinh trong lòng mình làm sao lại vào trong ma phương rồi. Từ sau lần đầu tiên tiến vào không gian ma phương, ma phương liền ẩn vào trong thân thể hắn, đã không thể gọi ra nữa hôm nay vì sao lại đột nhiên tiến vào. Dù đang ở trong mộng, nhưng là từ sau khi ý thức được đây là không gian ma phương, ý thức của Lâm Minh trong nháy mắt thanh tỉnh, chỉ là hắn không thể từ trong không gian ma phương lui ra. Đương nhiên, Lâm Minh cũng không chuẩn bị lui ra, ánh mắt của hắn tập trung vào những mảnh vỡ linh hồn lấp lánh như sao kia, thần sắc mang theo một chút hương phấn, đồng thời cũng có ngưng trọng lúc trước chính là một viên mảnh vỡ linh hồn mang đến cho hắn nhiều kỳ ngộ như vậy nếu không phải là mảnh vỡ này dù hắn vẫn có thể lĩnh ngộ không linh võ ý cũng nhiều nhất dừng bước ở hậu thiên kỳ không thể bước chân vào tiên thiên không hề nghi ngờ những mảnh vỡ này ẩn chứa bảo tàng vô tận nhưng mà lại cũng ẩn chứa sắc khí từng bước hơi không cẩn thận ý thức của lâm minh có thể bị mảnh vỡ cắn nuốt vạn kiếp bất phục có phải là mỗi một mảnh vỡ đều là linh hồn vô chủ hay không có thể nào có mảnh vỡ nào đó trong đó còn có dấu ấn tinh thần chưa từng phai mờ hay không linh hồn của người từ hai bộ phận tạo thành một là trí nhớ một là dấu ấn tinh thần dấu ấn tinh thần bị xóa đi linh hồn chỉ còn lại trí nhớ chính là linh hồn vô chủ linh hồn vô chủ chỉ có bản năng không có ý thức mà nếu dấu ấn tinh thần không bị xóa đi như vậy mảnh vỡ linh hồn này sẽ có ý thức tự chủ căn nốt loại mảnh vỡ này đừng nói lâm minh căn bản không nắm chắc đối phó dấu ấn tinh thần trong mảnh vỡ cho dù có thể áp chế được nó cũng có thể sẽ làm cho chính mình nhân cách phân liệt lạc mất chính mình lâm minh đứng thật lâu trong biển sao tối đen này cũng không sốt ruột động thủ những mảnh vỡ bằng bàn tay hào quang lấp lánh kia hắn tuyệt đối sẽ không động vào về phần quang cầu trung tâm tất cả mảnh vỡ kia lâm minh càng e sợ tránh không kịp hắn rất hoài nghi quang cầu này chính là nữ nhân thần kỳ hắn nhìn thấy trong giấc mộng kia hóa thành ồ đây là khi lâm minh nhìn chằm chằm quang cầu kia đột nhiên phát hiện một điểm không tầm thường trên quang cầu kia dường như có thêm một vệt đỏ nhạt dường như màu của mấu bị nước hòa tan mấu ý nghĩ đột ngột hiện ra này khiến trong lòng lâm minh chợt nghiêm lại huyết phù trên nhuyễn giáp từ kim cũng là mấu nghĩ lại cẩn thận lúc trước nhuyễn giáp mình mặc bó sát người ma phương liền ngủ say ở vị trí trái tim mình mà những huyết phù kia cũng đại khái ở vị trí đó chẳng lẽ huyết phù trên nhuyễn giáp kia là bị ma phương hấp thu mất ma phương hấp thu tinh huyết của cao thủ hậu thiên đỉnh phong trên nhuyễn giáp ý nghĩ bất thình lình này khiến lâm minh trong lòng phát lạnh có lẽ chính là vì lần hút mấu này mình mới có thể lại tiến vào trong ma phương ma phương rồi lại sẽ hấp thu tinh huyết phát hiện này khiến lâm minh nửa mừng nửa lo mừng chính là hắn thăm dò được một ít bí mật của ma phương mà lo chính là bí mật này khiến hắn có loại cảm giác tà dị ma phương này hiển nhiên không phải vật thiện gì tuy nhiên bất kể nói thế nào lại tiến vào ma phương là một kỳ ngộ đương nhiên đồng thời cũng ý nghĩa nguy hiểm lâm minh đứng trong hải dương mảnh vỡ của không gian ma phương này thật lâu mình nên lựa chọn cái nào. Nhiều mảnh vỡ như vậy, tùy tiện chọn một cái hoàn toàn là thử vận may, nếu là thứ nhận được vô dụng, vậy mình phí công vô ích rồi. Lâm Minh nhìn từng mảnh vỡ linh hồn, như là mặc cho hắn nhìn như thế nào cũng không biết bên trong có cái gì. Những mảnh vỡ linh hồn này giống như là hàng ngàn hàng vạn tảng nguyên thạch phỉ thúy vậy. Có tảng đá bên trong có nguyên ngọc phỉ thúy, mà có tảng đá bên trong không có gì cả, còn có một ít lại có thể sẽ cắt ra ác ma. Mảnh vỡ này quá sáng, giống như sao vậy, vẫn là không nên đụng vào là hơn. Cái này quá nhỏ, không bằng hạt gạo, cỡ sấp xỉ mảnh vỡ linh hồn lần đầu tiên ta chọn. Hiện tại ta thực lực đề cao, thế nào cũng có thể chọn một cái lớn một chút, nhưng là lớn một chút là bao lớn đây. Cái này sao lại là màu đỏ cảm giác thật yêu dị, dường như là nhuộm mấu vậy, sát khí mười phần. Chủ nhân của loại mảnh vỡ linh hồn này, khi còn sống chỉ sợ là ma đầu rớt người vô số, người như thế chấp niệm cường đại, vẫn là đừng động vào. Ô con có màu vàng đỏ, màu vàng đỏ lại là nguyên lý gì đối mặt lựa chọn trọng yếu như vậy ngay cả lâm minh trước giờ quyết đoán cũng do dự nếu không thì cái này đi lâm minh cuối cùng đem ánh mắt tập trung vào một mảnh vỡ linh hồn cỡ hạt đậu xanh hào quang của mảnh vỡ này cũng không tính sáng ngời thể tích cũng vừa phải thật cẩn thận tới gần mảnh vỡ này lâm minh cẩn thận tránh cùng bất kỳ một mảnh vỡ nào tiếp xúc khi mắt thấy sắp chạm vào mảnh vỡ linh hồn này lâm minh đột nhiên tâm niệm máy động nếu là mình dùng linh hồn lực để thăm dò mảnh vỡ linh hồn này sẽ phát sinh cái gì đây nghĩ vậy lâm minh thử vận chuyển thái nhất linh hồn quyết dùng linh hồn lực để cảm giác mảnh vỡ này linh hồn lực của võ giả gắn liền dấu ấn tinh thần nếu là dùng loạn dễ dàng bị cắn trả mà một khi linh hồn bị thương vậy sẽ rất khó trị khỏi ít nhất ở thiên vận quốc lâm minh còn chưa từng nhìn thấy linh đan rượu dược có thể chữa trị linh hồn cách nghĩ của lâm minh là dùng linh hồn lực tra xét mảnh vỡ xem xem có thể đạt được một phần tin tức có giá trị hay không thậm chí có khả năng thử đọc một chút trí nhớ trong đó hay không, trước xem xem trí nhớ này có tác dụng với mình hay không mới quyết định cắn nuốt hay không. Nhưng mà, linh hồn lực của Lâm Minh vừa cùng mảnh vỡ linh hồn đó tiếp xúc, mảnh vỡ linh hồn đó lại đột nhiên hóa thành một vệt sáng, như chớp lóe dọc theo linh hồn lực của Lâm Minh bay nhanh tới. Lâm Minh căn bản không có bất kỳ thời gian phản ứng, mảnh vỡ linh hồn vô chủ kia đã vù một tiếng chìm vào thức hải của hắn, nhắm vào dấu ấn tinh thần của Lâm Minh phát động công kích mãnh liệt. Chớp tiệt, Kết quả này khiến Lâm Minh không kịp dự liệu đến, hắn chỉ cảm giác dường như có một cây dùi nhọn hung hăng đâm vào trong đầu mình. Cái loại đau đớn kịch liệt đó khiến trước mắt hắn tối sầm, gần như hôn mê tại chỗ. Tu vi ta đã mạnh hơn trước nhiều như vậy, lại vẫn có loại cảm giác không thể kháng cự chỉ vèn vẹn một đoạn linh hồn ý thức ngắn, lại mạnh như vậy. Linh hồn cường đại hay không cùng chân nguyên không có quan hệ gì, chỉ xem bản thân linh hồn. Lâm Minh thông qua đoạn thời gian này vẽ minh văn thuật và sử dụng thái nhất linh hồn quyết, linh hồn lực tự nhiên có điều tăng trưởng nhưng là mảnh vỡ linh hồn lần này hắn chọn so với trước kia thể tích cũng lớn hơn, hào quang cũng sáng hơn một chút, cho nên cắn nuốt lại vẫn là thập phần cố sức. Tinh thần chi hải của Lâm Minh lại lần nữa hóa thành chiến trường, đau đớn tận não tủy, giống như có vô số con trùng đang chui loạn trong đầu, các loại cảnh tượng hỗn loạn ùa vào trong đầu, Lâm Minh ôm đầu, nén đau đớn vận chuyển thái nhất linh hồn quyết, thủ vững bản tâm, có kinh nghiệm của lần trước Lâm Minh lần này chấn định hơn nhiều, đau đớn kịch liệt khiến hắn có loại cảm giác muốn hôn mê, nhưng mà Lâm Minh rất rõ ràng, một khi hôn mê, mất ý thức tự chủ, hắn ắt phải chất không nghi ngờ, mà chỉ cần gượng chống qua đoạn thời gian này, chờ linh hồn lực của linh hồn vô chủ hao hết, hắn sẽ thắng, nhưng mà linh hồn lực của mảnh vỡ linh hồn này ẩn chứa lại nhiều hơn cái lần trước rất nhiều. Lâm Minh cắn chặt răng, thủ vững sự thanh tỉnh cuối cùng trong đầu. Lần đầu tiên, ta không hiểu thái nhất linh hồn quyết, chỉ bằng vào một viên võ đạo chi tâm liền trụ được, mà lần thứ hai này, linh hồn lực của ta cường đại hơn nhiều. Cộng thêm võ đạo chi tâm càng thêm hoàn thiện, sao ta lại thua được? Ngù, ở tinh thần chi hải của Lâm Minh dường như nổi lên một cơn gió lốc, mảnh vỡ linh hồn kia trong đấu tranh với dấu ấn tinh thần của Lâm Minh không ngừng bị tiêu hao, hao dần dần có vẻ mờ đi. Đau đớn như thủy triều ập tới, Lâm Minh cắn răng kiên trì, không biết qua bao lâu, loại cảm giác đau đớn này mới chậm rãi yếu bớt. Lúc này toàn thân Lâm Minh đã bị mồ hôi thấm đẫm, thân thể đều hơi phát lạnh. Lại qua một hồi lâu, Mảnh vỡ linh hồn vô chủ kia rốt cuộc từng bước hóa thành từng đoàn năng lượng linh hồn hoàn toàn tinh thuần, dần dần dung nhập vào thức hải của Lâm Minh, mở to mắt, Lâm Minh đột nhiên phát hiện mình đã rời khỏi không gian ma phương, trước mắt chính là trần nhà gỗ cổ xưa đơn giản trên nóc nhà gỗ, mang theo một làn hương gỗ quen thuộc, khiến người yên lòng, thẩm tra đồ vật trong đầu, Lâm Minh lại cảm giác đầu đau như muốn nứt ra, loại cảm giác này giống như là trải qua ngủ say mê man mấy ngày mấy đêm, khiến cho đầu óc đau đớn, mơ mơ hồ hồ, trận pháp phù văn, trận đồ, phù lục, đây dường như là một trận pháp sư. Tuy rằng hơi cảm thấy chán nản nhưng Lâm Minh cũng không nản lòng, chỉ nhớ trong mảnh vỡ linh hồn vô chủ này hết sức phong phú, cũng không riêng là trận pháp. Loại đồ vật trận pháp này đối với Lâm Minh mà nói cũng chỉ là tạm thời vô dụng, mà không nghĩa là tương lai vô dụng. Kỳ thật từ ý nghĩa nào đó mà nói, Minh Văn Sư cũng là một loại trận pháp sư, Minh Văn Phù bản chất vấn là trận pháp, chỉ là Minh Văn Phù quy mô rất nhỏ, cần tổng lượng chân nguyên không cao mà loại trận pháp cỡ lớn kia ít nhất cũng cần cao thủ hậu thiên mới có thể bắt tay học tập lâm minh thô sơ giản lược xem qua những trận pháp này có vẻ như ngay cả cao thủ tiên thiên đều không hy vọng bố trí thành ta muốn học thành trận pháp trên này không biết phải năm nào tháng nào hả lâm minh lắc đầu đem những trí nhớ này đóng kín cất đi mảnh vỡ linh hồn trong không gian ma phương hàng ngàn hàng vạn mỗi lần chọn đều muốn chọn đến thứ hữu dụng căn bản là không có khả năng chỉ có thể xem vận khí tạm thời vứt bỏ nội dung có liên quan trận pháp Lâm Minh nén cơn đau đầu tiếp tục đọc trí nhớ trong mảnh vỡ kia. Thái Dương chân hỏa quyết, cần phải có thực lực siêu cường mới có thể tu luyện, hơn nữa còn thiếu sót, vô dụng. Nguyệt Hủy tinh trầm, võ kỹ đỉnh cấp, tu vi ta kém xa, vô dụng. Kiêu Long Hống, lại là võ kỹ đỉnh cấp, vẫn không học được. Lâm Minh xem một mạch, nội dung trí nhớ trong mảnh vỡ linh hồn phi thường phong phú nhưng mà đồ vật hữu dụng đối với mình lại ít càng thêm ít, đại đa số công pháp, võ kỹ đều cần tu vi cấp đại năng mới có thể thi triển học tập. Những thứ này là ô nữ nhân, cảm tình, môn phái, âm mưu, đây là cuộc đời của đại năng thần vực kia, những thứ này lại càng vô dụng. Chỉ nhớ có liên quan trận pháp, công pháp trước đó, Lâm Minh vẫn chỉ là cất đi, mà những trí nhớ có liên quan cuộc đời của đại năng thần vực này Lâm Minh trực tiếp vứt bỏ toàn bộ. Ồ, đây là... Lâm Minh trong lòng khẽ động, tinh thần lập tức tập trung, đau đầu vốn có cũng bởi vậy mà thoáng phai nhạt. ta thần lực, đây là võ kỹ hay là công pháp? lâm minh đem tư duy chìm vào trong một đoạn trí nhớ này khiến hắn ngạc nhiên vui mừng chính là trí nhớ có liên quan tà thần lực này vẫn xem như đầy đủ hơn nữa trọng yếu nhất chính là tu luyện tà thần lực đối với tu vi không có yêu cầu cứng nhắc dù là luyện thể kỳ cũng có thể tu luyện bí tịch truyền thừa của thiên diễn đại lục cơ bản có thể chia làm ba loại loại thứ nhất là công pháp dùng cho võ giả tích lũy chân nguyên đề cao tu vi công pháp là căn bản là một loại quý báu nhất trong tất cả bí tịch một môn phái có thể không có võ kỹ tốt nhưng là không thể không có công pháp tốt loại thứ hai tự nhiên chính là võ kỹ dựa theo võ kỹ vận dụng chân nguyên và lực lượng thân thể là có thể công kích kẻ địch loại thứ ba thì là thân pháp đồng dạng là phương pháp vận dụng chân nguyên và lực lượng thân thể tuy nhiên hiệu quả là dùng để nâng cao tốc độ nhưng tà thần lực mà lâm minh nhìn thấy này lại không nằm trong số này sử dụng bí pháp tà thần lực lực lượng có thể trong thời gian ngắn gia tăng rất lớn chân nguyên cũng sẽ tương ứng được tăng phúc tà thần lực vừa không phải công pháp cũng không phải võ kỹ càng không thuộc về thân pháp, nhưng là nó lại có thể khiến cho võ kỹ càng thêm mạnh, thân pháp càng thêm nhanh. Trong trí nhớ của đại năng thần vực kia, tà thần lực này là một loại bí pháp phụ trợ hiếm thấy, thuộc về một loại quý báu nhất trong các loại bí pháp đại năng đó thông hiểu. Điều này làm cho Lâm Minh ngạc nhiên vui mừng, tuy rằng đại đa số trí nhớ không có tác dụng, nhưng là một loại quý báu nhất trong đó hữu dụng, vậy là đáng giá rồi. Lâm Minh tiếp tục xem, tà thần lực tổng thể chia làm 6 tầng. Tầng thứ nhất có thể đề cao lực lượng thân thể và chân nguyên lực 50%, tầng thứ hai có thể đề cao 100 phần tầng thứ ba 150%, cứ vậy mà tính, đến tầng thứ sáu cuối cùng, có thể đề cao tròn 3 lần lực lượng và chân nguyên lực. Sau khi tà thần lực đại thành, chiến đấu với đối thủ cung cấp có thể trong một đoạn thời gian nhiều ra gấp 3 lần lực lượng và chân nguyên lực so với đối phương. Đây là một con số tương đương khủng bố, đủ khiến cho võ giả vượt cấp chiến đấu. Đương nhiên, 3 lần lực lượng và chân nguyên lực tương ứng là thể lực và chân nguyên tiêu hao 3 lần. Tuy nhiên điều này đối với Lâm Minh mà nói lại không phải vấn đề lớn, dùng hỗn độn chân nguyên quyết và công pháp cơ bản vững chắc, sức chịu đựng của hắn từ trước đến nay tốt thần kỳ. Tà thần lực này tuy rằng không phải võ kỹ, nhưng là luận sức chiến đấu thực tế lại mạnh hơn nhiều so với võ kỹ, dù là chỉ luyện thành tầng thứ nhất đều có thể gia tăng 50% lực lượng và chân nguyên lực. Với lực lượng bậc này thi triển thương quyết cơ sở của ta, lại phối hợp khí thế trồng chất, ta lại gặp phải chu viêm có thể thắng thoải mái. Hơn nữa biến thái nhất chính là, tà thần lực cũng không xung đột với võ kỹ nếu là dưới trạng thái mở ra tà thần lực sử dụng võ kỹ như vậy uy lực của võ kỹ cũng sẽ được tăng phúc chỉ riêng tà thần lực này ta chọn mảnh vỡ linh hồn này liền đáng giá lâm minh nén hưng phấn trong lòng tiếp tục nhìn bộ phận trí nhớ còn thừa đã không nhiều tuy rằng công pháp võ kỹ ẩn chứa trong đó đều rất nhiều nhưng là chân chính hữu dụng vừa phải đầy đủ lại phải thích hợp võ giả luyện thể kỳ tu luyện mới được lâm minh cũng không ôm hy vọng quá lớn nhưng mà ngay khi hắn sắp đọc xong trí nhớ ánh mắt chợt sáng lên. Thân pháp đỉnh cấp, kim bằng phá hư. Bộ thân pháp này là một vị đại năng thần vực thời thượng cổ ngẫu nhiên nhìn thấy kim sĩ đại bằng và chân long chiến đấu. Kim sĩ đại bằng kia thân dài mấy vạn dặm, cánh như mây phủ bầu trời, che phủ mặt trời trăng sao. Vị đại năng thượng cổ kia tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình kim sĩ đại bằng và chân long chiến đấu. Sau đó kim sĩ đại bằng phá nhập hư không, biến mất không thấy. Căn cứ những cảnh tượng này, đại năng thượng cổ bế quan tìm hiểu thời gian 60 năm, sáng tạo thân pháp kim bằng phá hư bộ thân pháp này phải từ giai đoạn luyện thể cơ sở nhất bắt đầu luyện từng bước luyện đến tầng cao nhất sau khi công pháp viên mãn trong chớp mắt ngàn dặm ngao du hư không như đi dạo trong sân nhà từ giai đoạn luyện thể cơ sở nhất bắt đầu luyện đây chính là phúc của lâm minh giai đoạn hiện tại của hắn vừa khéo có thể bắt đầu luyện kim bằng phá hư này nhưng đáng tiếc chính là thân pháp kim bằng phá hư này trung quy thiếu một bộ phận kim bằng phá hư tổng cộng 12 tầng trong trí nhớ của đại năng đã trước kia chỉ có 8 tầng bốn tầng thiếu cũng không phải bởi vì linh hồn vỡ nát mà đánh mất mà là vị đại năng đó vốn cũng không đạt được thân pháp kim bằng phá hư đầy đủ nếu không bí pháp quý báu nhất hắn biết sẽ không phải tà thần lực mà là kim bằng phá hư tuy nhiên đối với điều này lâm minh lại không cảm thấy tiếc nuối tuy rằng không đầy đủ nhưng đối với lâm minh hiện tại mà nói lại không có ảnh hưởng quá lớn dù sao mặt sau hắn muốn luyện tu vi cũng kém xa bốn tầng thiếu kia chờ đến cảnh giới đó lại đi tìm cũng không muộn sau khi đạt được kim bằng phá hư lâm minh lại nhìn xuống dưới trí nhớ còn lại đã phi thường ít lâm minh cho rằng sẽ không có gì có giá trị tuy nhiên khiến hắn ngoài ý muốn chính là còn có một võ kỹ nho nhỏ lại có thể tu luyện võ kỹ này tên là tuyệt mạch thủ không hạn chế tu vi độ khó cũng đơn giản rất dễ học tương ứng uy lực cũng không ra làm sao tuyệt mạch thủ chỉ có khi chân nguyên đối phương gần tiêu hao hết thực lực đã không bằng mình mới có thể thi triển bởi vì tuyệt mạch thủ là dùng một luồng ám kình đem chân nguyên của mình dùng một loại phương pháp đặc thù đánh vào thân thể đối phương phát huy tác dụng nếu tổng lượng chân nguyên còn thừa trong cơ thể đối phương nhiều hơn chân nguyên mình đánh vào như vậy luồng chân nguyên đó sẽ bị đối phương tiêu hao mất chỉ riêng một điểm này tuyệt mạch thủ này liền quá mức gân gà chỉ có thể đối phó đối thủ kém mình nhiều hoặc là kẻ địch đã tiêu hao rất lớn mất đi sức chống cự theo lý thuyết vị đại năng kia sẽ không bảo tồn võ kỹ gân gà như vậy nhưng tuyệt mạch thủ này lại có một tác dụng đặc thù đó chính là nó có thể thông qua chân nguyên đánh vào khiến kinh mạch đối phương đứt đoạn khiếu huyệt khô cạn Loại phá hoại này gần như là không thể chữa trị, trừ phi có một loại thiên tài địa bảo đỉnh cấp nào đó trong trí nhớ đại năng kia, mà loại thiên tài địa bảo này chỉ có thần vực mới có. Võ giả từ sau lực công kích liền bắt đầu đả thông kinh mạch, toàn thân kinh mạch đả thông, khiếu huyệt liền thông nhau, chân nguyên liền thông suốt không trở ngại trong kinh mạch, đây chính là ngưng mạch kỳ, nhưng nếu là làm kinh mạch đứt đoạn, đời này cũng đừng mơ bước vào ngưng mạch kỳ, hơn nữa tu vi cũng sẽ dần dần thụt lùi, ngày sau không bằng ngày trước, thẳng đến toàn bộ biến mất thậm chí năng lực tính dục của nam nhân cũng cùng khiếu huyệt kinh mạch có liên quan tỉ như túc thiếu âm thận kinh nhân mạch cùng cường thận tráng dương liên quan chặt chẽ cùng với những huyệt dũng tuyền quan nguyên trên những kinh mạch này nếu là tuyệt những kinh mạch khiếu huyệt này năng lực tính dục của nam nhân cũng bị ảnh hưởng thật lớn rất có thể bởi vậy mà không cương không ham muốn cho dù là võ giả ngưng mạch kỳ trở lên toàn thân kinh mạch đã thông suốt chúng tuyệt mạch thủ cũng sẽ không may mắn thoát khỏi tu vi của bọn họ sẽ trực tiếp rơi xuống dưới ngưng mạch kỳ rồi sau đó cũng là một kết cục. Tuyệt mạch thủ này có thể nói là cực kỳ âm độc, không hề nghi ngờ, đây là một chiêu võ kỹ chuyên môn tổn hại người, bởi vì đối phó kẻ địch bình thường mất sức chống cự, rất là được, mà dùng tuyệt mạch thủ lại sẽ khiến đối phương võ công mất hết, độc hơn một chút thậm chí khiến đối phương ngay cả công năng của nam nhân đều mất, quả thật sống không bằng chết. Tuyệt mạch thủ này đủ độc, tuy rằng không thể đề cao thực lực, nhưng là chỉnh người lại âm độc vô cùng, chẳng những tuyệt kinh mạch người còn có thể tuyệt hậu đại khiến võ giả mất đi tu vi và tính dục còn khó chịu hơn rớt hắn có thời gian ta học một chút cũng không sai đối phó một ít kẻ địch không tiện đối phó ngoài sáng phế tu vi đối phương cũng an toàn hơn nhiều tuy nhiên hiện tại thời gian của ta rất gấp tạm thời bỏ qua một bên quán hồng thương của lâm minh hiện giờ tuy rằng tiện tay nhưng dù sao cũng là bán bảo khí khi sử dụng rót chân nguyên vào trong khó tránh khỏi sẽ có cảm giác không trôi xây kỳ thật từ ý nghĩa nào đó mà nói minh văn sư cũng là một loại trận pháp sư minh văn phù bản chất vấn là trận pháp chỉ là minh văn phù quy mô rất nhỏ cần tổng lượng chân nguyên không cao mà loại trận pháp cỡ lớn kia ít nhất cũng cần cao thủ hậu thiên mới có thể bắt tay học tập lâm minh thô sơ giản lược xem qua những trận pháp này có vẻ như ngay cả cao thủ tiên thiên đều không hy vọng bố trí thành ta muốn học thành trận pháp trên này không biết phải năm nào tháng nào hả lâm minh lắc đầu đem những trí nhớ này đóng kín cất đi mảnh vỡ linh hồn trong không gian ma phương hàng ngàn hàng vạn mỗi lần chọn đều muốn chọn đến thứ hữu dụng căn bản là không có khả năng, chỉ có thể xem vận khí. Tạm thời vứt bỏ nội dung có liên quan trận pháp, Lâm Minh nén cơn đau đầu tiếp tục đọc trí nhớ trong mảnh vỡ kia. Thái Dương chân hỏa quyết, cần phải có thực lực siêu cường mới có thể tu luyện, hơn nữa còn thiếu sót, vô dụng. Nguyệt Hủy tinh trầm, võ kỹ đỉnh cấp, tu vi ta kém xa, vô dụng. Kiêu Long Hống, lại là võ kỹ đỉnh cấp, vẫn không học được. Lâm Minh xem một mạch, Nội dung trí nhớ trong mảnh vỡ linh hồn phi thường phong phú nhưng mà đồ vật hữu dụng đối với mình lại ít càng thêm ít. Đại đa số công pháp, võ kỹ đều cần tu vi cấp đại năng mới có thể thi triển học tập. Những thứ này là ô nữ nhân, cảm tình, môn phái, âm mưu, đây là cuộc đời của đại năng thần vực kia, những thứ này lại càng vô dụng. Trí nhớ có liên quan trận pháp, công pháp trước đó, Lâm Minh vẫn chỉ là cất đi, mà những trí nhớ có liên quan cuộc đời của đại năng thần vực này Lâm Minh trực tiếp vứt bỏ toàn bộ. Ồ, đây là lâm minh trong lòng khẽ động tinh thần lập tức tập trung đau đầu vốn có cũng bởi vậy mà thoáng phai nhạt tà thần lực đây là võ kỹ hay là công pháp lâm minh đem tư duy chìm vào trong một đoạn trí nhớ này khiến hắn ngạc nhiên vui mừng chính là trí nhớ có liên quan tà thần lực này vẫn xem như đầy đủ hơn nữa trọng yếu nhất chính là tu luyện tà thần lực đối với tu vi không có yêu cầu cứng nhắc dù là luyện thể kỳ cũng có thể tu luyện bí tịch truyền thừa của thiên diễn đại lục cơ bản có thể chia làm ba loại loại thứ nhất là công pháp dùng cho võ giả tích lũy chân nguyên, đề cao tu vi, công pháp là căn bản, là một loại quý báu nhất trong tất cả bí tịch, một môn phái có thể không có võ kỹ tốt nhưng là không thể không có công pháp tốt. Loại thứ hai tự nhiên chính là võ kỹ, dựa theo võ kỹ vận dụng chân nguyên và lực lượng thân thể là có thể công kích kẻ địch. Loại thứ ba thì là thân pháp, đồng dạng là phương pháp vận dụng chân nguyên và lực lượng thân thể, tuy nhiên hiệu quả là dùng để nâng cao tốc độ, nhưng tà thần lực mà Lâm Minh nhìn thấy này lại không nằm trong số này sử dụng bí pháp tà thần lực lực lượng có thể trong thời gian ngắn gia tăng rất lớn chân nguyên cũng sẽ tương ứng được tăng phúc tà thần lực vừa không phải công pháp cũng không phải võ kỹ càng không thuộc về thân pháp nhưng là nó lại có thể khiến cho võ kỹ càng thêm mạnh thân pháp càng thêm nhanh trong trí nhớ của đại năng thần vực kia tà thần lực này là một loại bí pháp phụ trợ hiếm thấy thuộc về một loại quý báu nhất trong các loại bí pháp đại năng đó thông hiểu điều này làm cho lâm minh ngạc nhiên vui mừng tuy rằng đại đa số trí nhớ không có tác dụng như là một loại quý báu nhất trong đó hữu dụng, vậy là đáng giá rồi. Lâm Minh tiếp tục xem, Tà thần lực tổng thể chia làm 6 tầng. Tầng thứ nhất có thể đề cao lực lượng thân thể và chân nguyên lực 50%, tầng thứ hai có thể đề cao 100 phần tầng thứ ba 150%, cứ vậy mà tính, đến tầng thứ sáu cuối cùng, có thể đề cao tròn 3 lần lực lượng và chân nguyên lực. Sau khi tà thần lực đại thành, chiến đấu với đối thủ cung cấp có thể trong một đoạn thời gian nhiều ra gấp 3 lần lực lượng và chân nguyên lực so với đối phương. Đây là một con số tương đương khủng bố, đủ khiến cho võ giả vượt cấp chiến đấu. Đương nhiên, ba lần lực lượng và chân nguyên lực tương ứng là thể lực và chân nguyên tiêu hao ba lần. Tuy nhiên điều này đối với Lâm Minh mà nói lại không phải vấn đề lớn, dùng hỗn độn chân nguyên quyết và công pháp cơ bản vững chắc, sức chịu đựng của hắn từ trước đến nay tốt thần kỳ. Tà thần lực này tuy rằng không phải võ kỹ, nhưng là luận sức chiến đấu thực tế lại mạnh hơn nhiều so với võ khí. Dù là chỉ luyện thành tầng thứ nhất đều có thể gia tăng 50% lực lượng và chân nguyên lực. Với lực lượng bậc này thi triển thương quyết cơ sở của ta, lại phối hợp khí thế trồng chất ta lại gặp phải chu viêm có thể thắng thoải mái hơn nữa biến thái nhất chính là tà thần lực cũng không xung đột với võ kỹ nếu là dưới trạng thái mở ra tà thần lực sử dụng võ kỹ như vậy uy lực của võ kỹ cũng sẽ được tăng phúc chỉ riêng tà thần lực này ta chọn mảnh vỡ linh hồn này liền đáng giá lâm minh nén hưng phấn trong lòng tiếp tục nhìn bộ phận trí nhớ còn thừa đã không nhiều tuy rằng công pháp võ kỹ ẩn chứa trong đó đều rất nhiều nhưng là chân chính hữu dụng vừa phải đầy đủ lại phải thích hợp võ giả luyện thể kỳ tu luyện mới được lâm minh cũng không ôm hy vọng quá lớn nhưng mà ngay khi hắn sắp đọc xong trí nhớ ánh mắt chợt sáng lên thân pháp đỉnh cấp kim bằng phá hư bộ thân pháp này là một vị đại năng thần vực thời thượng cổ ngẫu nhiên nhìn thấy kim sĩ đại bằng và chân long chiến đấu kim sĩ đại bằng kia thân dài mấy vạn dặm cánh như mây phủ bầu trời che phủ mặt trời trăng sao vị đại năng thượng cổ kia tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình kim sĩ đại bằng và chân long chiến đấu sau đó kim sĩ đại bằng phá nhập hư không biến mất không thấy. Căn cứ những cảnh tượng này, đại năng thượng cổ bế quan tìm hiểu thời gian 60 năm, sáng tạo thân pháp kim bằng phá hư. Bộ thân pháp này phải từ giai đoạn luyện thể cơ sở nhất bắt đầu luyện, từng bước luyện đến tầng cao nhất. Sau khi công pháp viên mãn, trong chớp mắt ngàn dặm, ngao du hư không như đi dạo trong sân nhà. Từ giai đoạn luyện thể cơ sở nhất bắt đầu luyện, đây chính là phúc của Lâm Minh. Giai đoạn hiện tại của hắn vừa khéo có thể bắt đầu luyện kim bằng phá hư này. Nhưng đáng tiếc chính là, Thân pháp Kim Bằng Phá Hư này trung quy thiếu một bộ phận, Kim Bằng Phá Hư tổng cộng 12 tầng, trong trí nhớ của đại năng đã trước kia chỉ có 8 tầng, 4 tầng thiếu cũng không phải bởi vì linh hồn vỡ nát mà đánh mất, mà là vị đại năng đó vốn cũng không đạt được thân pháp Kim Bằng Phá Hư đầy đủ, nếu không bí pháp quý báu nhất hắn biết sẽ không phải tà thần lực mà là Kim Bằng Phá Hư. Tuy nhiên đối với điều này Lâm Minh lại không cảm thấy tiếc nuối, tuy rằng không đầy đủ nhưng đối với Lâm Minh hiện tại mà nói lại không có ảnh hưởng quá lớn, dù sao mặt sau hắn muốn luyện tu vi cũng kém xa bốn tầng thiếu kia chờ đến cảnh giới đó lại đi tìm cũng không muộn sau khi đạt được kim bằng phá hư lâm minh lại nhìn xuống dưới trí nhớ còn lại đã phi thường ít lâm minh cho rằng sẽ không có gì có giá trị tuy nhiên khiến hắn ngoài ý muốn chính là còn có một võ kỹ nho nhỏ lại có thể tu luyện võ kỹ này tên là tuyệt mạch thủ không hạn chế tu vi độ khó cũng đơn giản rất dễ học tương ứng uy lực cũng không ra làm sao tuyệt mạch thủ chỉ có khi chân nguyên đối phương gần tiêu hao hết thực lực đã không bằng mình mới có thể thi triển bởi vì tuyệt mạch thủ là dùng một luồng ám kình đem chân nguyên của mình dùng một loại phương pháp đặc thù đánh vào thân thể đối phương phát huy tác dụng nếu tổng lượng chân nguyên còn thừa trong cơ thể đối phương nhiều hơn chân nguyên mình đánh vào như vậy luồng chân nguyên đó sẽ bị đối phương tiêu hao mất chỉ riêng một điểm này tuyệt mạch thủ này liền quá mức gân gà chỉ có thể đối phó đối thủ kém mình nhiều hoặc là kẻ địch đã tiêu hao rất lớn mất đi sức chống cự theo lý thuyết vị đại năng kia sẽ không bảo tồn võ kỹ gân gà như vậy nhưng tuyệt mạch thủ này lại có một tác dụng đặc thù đó chính là nó có thể thông qua chân nguyên đánh vào khiến kinh mạch đối phương đứt đoạn khiếu huyệt khô cạn loại phá hoại này gần như là không thể chữa trị trừ phi có một loại thiên tài địa bảo đỉnh cấp nào đó trong trí nhớ đại năng kia mà loại thiên tài địa bảo này chỉ có thần vực mới có võ giả từ sau lực công kích liền bắt đầu đả thông kinh mạch toàn thân kinh mạch đả thông khiếu huyệt liền thông nhau chân nguyên liền thông suốt không trở ngại trong kinh mạch đây chính là ngưng mạch kỳ nhưng nếu là làm kinh mạch đứt đoạn đời này cũng đừng mơ bước vào ngưng mạch kỳ hơn nữa tu vi cũng sẽ dần dần thụt lùi ngày sau không bằng ngày trước thẳng đến toàn bộ biến mất thậm chí năng lực tính dục của nam nhân cũng cùng khiếu huyệt kinh mạch có liên quan tỷ như túc thiếu âm thận kinh nhân mạch cùng cường thận tráng dương liên quan chặt chẽ cùng với những huyệt dũng tuyền quan nguyên trên những kinh mạch này nếu là tuyệt những kinh mạch khiếu huyệt này năng lực tính dục của nam nhân cũng bị ảnh hưởng thật lớn rất có thể bởi vậy mà không cương không ham muốn cho dù là võ giả ngưng mạch kỳ trở lên toàn thân kinh mạch đã thông suốt Chúng tuyệt mạch thủ cũng sẽ không may mắn thoát khỏi, tu vi của bọn họ sẽ trực tiếp rơi xuống dưới ngưng mạch kỳ, rồi sau đó cũng là một kết cục. Tuyệt mạch thủ này có thể nói là cực kỳ âm độc, không hề nghi ngờ, đây là một chiêu võ kỹ chuyên môn tổn hại người, bởi vì đối phó kẻ địch bình thường mất sức chống cự, rất là được, mà dùng tuyệt mạch thủ, lại sẽ khiến đối phương võ công mất hết, độc hơn một chút thậm chí khiến đối phương ngay cả công năng của nam nhân đều mất, quả thật sống không bằng chết. Tuyệt mạch thủ này đủ độc, tuy rằng không thể đề cao thực lực nhưng là chỉnh người lại âm độc vô cùng chẳng những tuyệt kinh mạch người còn có thể tuyệt hậu đại khiến võ giả mất đi tu vi và tính dục còn khó chịu hơn rớt hắn có thời gian ta học một chút cũng không sai đối phó một ít kẻ địch không tiện đối phó ngoài sáng phế tu vi đối phương cũng an toàn hơn nhiều tuy nhiên hiện tại thời gian của ta rất gấp tạm thời bỏ qua một bên quán hồng thương của lâm minh hiện giờ tuy rằng tiện tay nhưng dù sao cũng là bán bảo khí khi sử dụng rót chân nguyên vào trong khó tránh khỏi sẽ có cảm giác không trôi chảy ở góc tây bắc đại chu sơn có một thung lũng thiên nhiên thung lũng này lối vào hướng bắc mở ra gần ngàn trượng kéo dài vào trong càng lúc càng hẹp toàn bộ thung lũng có dạng phễu mãi cho đến xuyên qua toàn bộ lòng núi lòng trong cùng chỉ rộng khoảng một trượng khi gió to từ phía bắc đại chu sơn thổi tới bởi vì bị đại chu sơn chặn lại sẽ hình thành phong áp thật lớn sau đó dòng khí sẽ theo thung lũng dạng phễu ùa vào càng vào trong thung lũng càng hẹp phong áp càng mạnh tốc độ gió càng nhanh lúc trước khi thất huyền võ phủ mới thành lập thung lũng này liền được đặt tên là cuồng phong cốc bên trong đá lớn bằng cái đấu đều có thể bị thổi lan đầy đất người và gia súc căn bản khó thể đứng vững sau lại thất huyền võ phủ thành ập có cao thủ tiên thiên tại chỗ lấy tài liệu ở trong cuồng phong cốc này thiết lập đại trận chẳng những đem tốc độ gió tăng lên nhanh hơn hướng gió bên trong cũng trở nên khó thể nắm bắt mạch nước ngầm khắp nơi thậm chí còn có cương phong có thể đả thương người đây chính là phong chi trận trong bảy đại sát trận kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi cuồng phong động cuồng phong động chủ yếu được đệ tử dùng để tu luyện công phu hạ bàn đối với võ giả mà nói hạ bàn vững chắc là cơ sở nhất võ công nhập môn thường thường phải đứng cọc trước dù là lâm minh chưa từng được giáo dục võ học chính thức mới đầu luyện võ cũng là đứng trung bình tấn đánh cọc tuy nhiên hôm nay lâm minh tới cuồng phong động lại không phải vì đứng cọc mà là luyện tập thân pháp ở trong cuồng phong động tu luyện thân pháp theo đệ tử bình thường xem ra là chuyện không thể tưởng tượng bởi vì thân pháp nhanh mấy cũng không có khả năng tránh qua gió dù cho thân pháp ngươi kinh người ở trong cuồng phong động thế nào cũng bị gió kìm chế ngược gió bị cản thuận gió thì tốc độ cực nhanh bình thường đệ tử luyện tập thân pháp sẽ lựa chọn loạn thạch pha trong bảy đại sát trận ở loạn thạch pha sẽ có vô số loạn thạch bay tới bay lui dùng cho võ giả luyện tập né tránh công phu thân pháp lâm minh trước đó cũng từng đi loạn thạch pha xem qua một chút loạn thạch pha quả thật là địa phương tốt để luyện tập thân pháp nhưng là lại không thích hợp kim bằng phá hư ở loạn thạch pha luyện tập thân pháp kỳ thật chủ yếu luyện tập là tốc độ thần kinh phản ứng của võ giả tính phối hợp của lực lượng chân nguyên và thân thể mấy điểm này đều làm được tốt nhất vậy võ giả đó đồng thời có được tốc độ cực nhanh và thân pháp linh hoạt mà võ kỹ thân pháp bình thường rất khó đồng thời làm được hai điểm này những thân pháp như thiên nga lạc vũ ông thiên thê thùy vân tác chủ yếu trọng điểm là tốc độ và khinh công chú trọng thân nhẹ như én nén một hơi chân nguyên nhảy một cái cao mấy chục trượng có thể thoải mái bắt chim bay trên trời dùng những thân pháp này đi đường tốc độ cực nhanh. Mà những thân pháp thất tinh lưu vân, mê tung bộ, lục xích bộ, thất tuyệt bộ thì chủ yếu chú trọng linh hoạt và né tránh. Ví dụ như thất tinh lưu vân, chân đạp thất tinh, chân đạp lưu vân, sau khi đại thành có thể bảy bước đồng thời bước ra, dấu chân không phân biệt trước sau, tốc độ trong bảy bước có thể đạt tới cực hạn. Những thân pháp này chú trọng né tránh, trong cận chiến hiệu quả càng thêm rõ ràng. Một bộ võ kỹ thân pháp, thân pháp có thể ở một phương diện có ưu thế, cũng đã là thượng phẩm có thể đồng thời có ưu thế ở hai phương diện, như vậy chính là thân pháp cực phẩm. Loại thân pháp này, ở thất huyền cốc thường thường sẽ chỉ truyền cho đệ tử hạch tâm, mà Lâm Minh sau khi đọc tổng cương của Kim Bằng phá hư, lại biết được, dù là thân pháp ở hai phương diện đều làm được đến cực hạn vẫn tương đối bình thường. Thân pháp cực hạn chân chính chẳng những phải làm được đến cực hạn ở hai phương diện này, hơn nữa trọng yếu nhất chính là phải dung nhập ý cảnh và pháp tắc vào trong thân pháp. Thân pháp có thể hoàn mỹ dung nhập một loại ý cảnh dù là ở thần vực cũng cực kỳ quý báu mà kim bằng phá hư trong trí nhớ của vị đại năng kia lại đồng thời dung nhập hai loại ý cảnh phong chi ý cảnh và không chi ý cảnh kim sĩ đại bằng lại tên cửu thiên côn bằng là thần thú phong thuộc tính chính là tổ của vạn phong truyền thuyết kim sĩ đại bằng lấy dao làm thức ăn mức độ cường đại của nó tương đương chân long chân phượng thần thú phong hệ bậc này ẩn chứa phong chi ý cảnh không hề nghi ngờ là cấp cao nhất về phần không chi ý cảnh thì là vị đại năng sáng tạo kim bằng phá hư kia vào khoảnh khắc kim bằng phá hư phá nhập hư không lĩnh ngộ ra không chi ý cảnh hư vô mờ mịt đối với lâm minh hiện tại mà nói có chút xa xôi hắn có thể tiếp xúc đến chỉ có phong chi ý cảnh mà địa phương tu luyện phong chi ý cảnh tốt nhất không hề nghi ngờ chính là cùng phong động cái gì lâm sư đệ muốn mở độ khó cấp 7. chấp sự sư huynh thủ vệ cùng phong động mở to hai mắt gần như cho là mình nghe lầm bên trong cùng phong động bị chia cắt thành 12 bộ phận Độ khó mỗi một bộ phận đều có thể điều chỉnh riêng, độ khó cấp 7 là độ khó đệ tử bậc trung địa chi đường ngoài 100 trên bài danh thạch sử dụng. Hiện giờ Lâm Minh ở Thiên Chi phủ đều phải sắp xếp đến thượng tầng, thế nào cũng phải mở độ khó cấp 10 mới đúng chứ. Nên biết, lúc trước Chu Viêm chính là dùng độ khó cấp 10 tu luyện, hiện giờ đệ tử 10 hạng đầu Thiên Chi phủ thì thường thường dùng độ khó cấp 11 tu luyện. Về phần độ khó cao nhất cấp 12, lại không ai có thể trụ được, dù là Lăng Sâm cũng nhiều nhất duy trì thời gian một nén hương. Nếu hôm nay Lâm Minh tới muốn độ khó cấp 10, thậm chí cấp 11, chấp sự này đều sẽ không kinh ngạc như thế. Lâm Minh là người nào đó là nhân vật muốn khiêu chiến lang sâm, thác khổ, trương quan ngọc, chuẩn đệ tử hạch tâm, nhưng hiện tại lại muốn lựa chọn độ khó cấp 7, chấp sự này khó hiểu. Lâm Sư Đệ, độ khó cấp 7 bình thường mà nói là đệ tử bậc thấp khiêu chiến, Lâm Sư Đệ có phải nói chơi với ta hay không? Lâm Minh cười cười nói, ta xác định muốn mở cấp 7, không phải nói chơi, được rồi, chấp sự sư huynh nhún vai, mở độ khó cấp 7, dù sao thời gian là của người ta, mở độ khó cấp bao nhiêu đều là tự do, lại nói độ khó thấp còn tiết kiệm chân nguyên thạch. Sau khi cùng phong động mở ra, Lâm Minh lập tức tiến vào trong đó. Vừa tiến vào cùng phong động, Lâm Minh lập tức liền nghe được tiếng gió kêu ầm ầm trong động, giống như tiếng sấm rền, nhất là trong một khu vực phụ cận dường như có người mở độ khó cấp 10 trở lên, tiếng gió rít gào kịch liệt giống như thiên quân cùng giống, vạn ngựa chạy trồm, chỉ riêng nghe thanh âm là có thể tưởng tượng sự khủng bố bên trong mà cùng phong động độ khó cấp 7 nơi Lâm Minh lại tương đối mà nói ôn hòa hơn nhiều. Với tu vi của hắn có thể thoải mái đi lại trong cùng phong động, Lâm Minh đại ái đi đến vị trí chính giữa cùng phong động. Vị trí này, tốc độ gió tương đối vừa phải, hắn dừng lại, nhắm hai mắt, bắt đầu toàn thân tâm cảm thụ cảm giác gió núi lạnh thấu xương thổi lên người. Hai chữ ý cảnh, nghe ra hư vô mờ mịt. Nếu là cho một võ giả của thiên vận quốc đi lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, hắn căn bản là không biết bắt tay từ đâu, ý cảnh là cái gì hoàn toàn không rõ. Mà Lâm Minh sau khi cắn nuốt mảnh vỡ linh hồn kia lại có một nhận thức rõ ràng đối với ý cảnh. đương nhiên muốn lĩnh ngộ nó còn phải xem chính mình. Ý cảnh kỳ thật chính là pháp tắc, là bản chất của lực lượng. Lĩnh ngộ nó chính là nắm giữ hạch tâm của một loại lực lượng. Thế gian vạn vật, mỗi một loại đồ vật đều có pháp tắc cố hữu của nó. Tỷ như nước chảy chỗ trũng, lửa bốc chỗ cao, âm dương tương sinh tương khắc, người sinh lão bệnh tử, những cái này đều là pháp tắc cơ sở nhất, đem pháp tắc kéo dài, xâm nhập vào trong linh hồn nắm giữ căn nguyên vạn vật đây chính là ý cảnh lâm minh muốn lĩnh ngộ phong chi ý cảnh không phải là muốn đi chống cự lực lượng của gió mà là phải dung nhập vào trong gió cảm thụ lực lượng của gió nếu là lâm minh vận dụng chân nguyên cộng thêm lực lượng thân thể cường đại của hắn và quán hồng thương chống đỡ hắn có thể thoải mái chống cự độ khó cấp 10, thậm chí có thể đi khiêu chiến độ khó cấp 11. nhưng mà điều này với hắn mà nói lại không có ý nghĩa hắn chi lựa chọn độ khó cấp bảy sau khi đứng vững đột nhiên đình chỉ lực lượng chống lại gió khiến thân thể hoàn toàn thả lỏng kế tiếp hắn không hề trì hoãn bị cùng phong thổi bay lâm minh ở khâu trung không ngừng điều chỉnh góc độ thân thể để thích ứng gió mượn lực lượng của gió nhưng mà ngay từ đầu lại căn bản không có cách nào nhập môn dầm lâm minh đụng thật mạnh lên nham thạch dù là thân thể hắn mạnh mẽ hơn nữa có chân nguyên thủ hộ cũng bị đụng khí huyết sôi trào thất điên bát đảo lâm minh đứng lên lại lần nữa dung nhập trong gió lại lần nữa bị gió thổi lên đánh lên vách đá từng lần thực nghiệm lại từng lần bị đụng lên vách đá, Lâm Minh không biết đã đụng bao nhiêu lần, thân thể hắn đầy chỗ bầm xanh, đầy người là vết thương, trên mặt nhiều vết thương, quần áo đã rách không ra hình dạng. Hôm nay, Lâm Minh đã báo cho Uông Vũ Hàm, không đi Minh Văn sư công hội, hắn một hơi hẹn trước thời gian 8 canh giờ, toàn bộ dùng để lĩnh ngộ lực lượng của gió. Đây hoàn toàn là phương pháp tu luyện theo kiểu tự hành hạ mình, dù là Lâm Minh đã mang đủ thuốc trị thương lại vẫn rơi vào cảnh chật vật như vậy, ta thật là sơ sẩy. Lại không nghĩ tới quần áo sẽ nát thành như vậy Không mang theo quần áo dự bị Lâm Minh cười khổ lắc lắc đầu Chuẩn bị nhờ chấp sự sư huynh mang đến cho mình một ít quần áo Lúc này đã gần tới buổi chiều Chấp sự sư huynh kia đang vô cùng nhàm chán đả tọa điều tức Hắn thi thoảng chú ý động gió nơi Lâm Minh Thời gian hẹn trước là 8 canh giờ Từ sáng sớm trời vừa sáng thẳng đến trời tối đen Thời gian dài như vậy lại chỉ mở độ khó cấp 7 Lâm sư đệ này là nghĩ thế nào Chẳng lẽ đi vào chơi hay sao tính trẻ con chưa hết không có khả năng, xem tâm tính của Lâm Sư Đệ căn bản không giống một thiếu niên 15 tuổi. Hắn rốt cuộc ở trong cùng phong động làm gì? Đây, đây, chấp sự sư huynh kia cảm giác đầu óc hoàn toàn hồ đồ, chẳng lẽ bên trong cùng phong động có quái thú? Không có khả năng, động gió này dùng mỗi ngày, sao lại sẽ có quái thú? Hoặc là mình chọn độ khó sai rồi hắn xoay người nhìn thoáng qua bàn điều khiển trận pháp, quả thật là độ khó cấp 7 không nghi ngờ. Nhưng là, lâm sư đệ làm sao lại thành ra bộ dạng này, bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chẳng lẽ công phu hạ bàn của lâm sư đệ không vững không có khả năng lâm sư đệ ở trên lôi đài rõ ràng là khí thế bất động như núi sao có thể hạ bàn không vững đối với loại tình huống này lâm minh cũng căn bản giải thích không rõ hắn nói sư huynh phiền toái ngươi lại hạ một độ khó đi mở độ khó cấp 6. ở độ khó cấp 7, tốc độ gió vẫn là quá nhanh thời gian lâm minh ngừng trên không quá ngắn mới vừa cảm nhận được một chút lực lượng căn nguyên của gió lập tức liền đụng lên vách tường cho nên hắn hy vọng lại hạ thấp độ khó, lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, cũng không phải là chống cự lực lượng của gió, lực lượng yếu một chút cũng không quan hệ, còn muốn hạ thấp độ khó. Chấp sự sư huynh kia đã là không hiểu đầu cua tai nhau ra sao, còn không nghĩ rõ làm thế nào mở miệng hỏi Lâm Minh thì Lâm Minh lại đã tiến vào trong động gió. Thông qua vô số lần thí nghiệm vừa rồi, hắn cảm giác thoáng nắm giữ được một tia mạch lạc của phong chi ý cảnh, hắn muốn nhân cơ hội này một hơi bước vào cánh cửa của phong chi ý cảnh. Tu luyện chừng 8 canh giờ, lâm minh đụng lên vách tường đã có hơn vạn lần nếu không có thuốc trị thương cực phẩm va chạm nhiều lần như vậy nhất định để lại ám thương lúc này trên người lâm minh đã không còn một chỗ hoàn hảo khi hắn đổi một thân quần áo từ trong động gió đi ra chấp sự sư huynh kia hoàn toàn mơ hồ bên cạnh chấp sự kia còn có một đệ tử của thiên tri phủ hắn lại chưa thể nhận ra lâm minh còn đang nghĩ đây là đệ tử bậc thấp nào mà kỳ quái như vậy không được ngươi liền mở độ khó thấp một chút không phải là được rồi cần phải tự hành hạ mình như vậy chứ Lâm sư đệ, ngươi rốt cuộc ở bên trong làm gì? Chấp sự sư huynh hỏi. Tu luyện. Lâm Minh mỉm cười, đưa ra một câu trả lời có lệ. Sau đó không đợi chấp sự sư huynh này hỏi tiếp liền cáo từ rời đi. đệ tử Thiên Chi phủ ở lại kia còn đang hỏi. Lâm sư huynh, Lâm sư đệ nào Lâm Vũ sao cũng không đúng. Lâm Vũ tuy thực lực kém một chút nhưng cũng không đến mức kém vậy chứ. Chấp sự kia tức giận nhìn đệ tử đó một cái, nói: Lâm Minh, Lâm sư đệ. Lâm Minh ha ha, sư huynh ta thừa nhận lời nói đùa này của ngươi rất buồn cười nếu là lâm minh có thể ở trong động gió ngã thành như vậy ta về sau đi ngược lại ngươi thích đi như thế nào thì đi không tin lần sau ngươi tới xem xem chấp sự sư huynh kia lười để ý đến đệ tử kia hắn bắt đầu thu thập trận bàn đã đến thời gian đóng trận tan tầm rồi ban đêm cùng ngày trở về chỗ ở lâm minh nấu một thùng tắm thảo dược cởi hết quần áo nhảy vào ngâm một hơi hai canh giờ lúc này mới chậm rãi tư trừ miệng vết thương toàn thân lại ngồi xuống điều tức một đêm ngày hôm sau dược lực làn da hấp thu tan ra, vết bầm tím cũng biến mất. Một thùng tắm thảo dược này giá trị 6, 700 lượng vàng. Nếu là trước kia, số tiền này mua dược liệu đủ cho Lâm Minh dùng 7, 8 năm. Mà hiện tại, một thùng thuốc liền dùng mất. Điều này khiến Lâm Minh lại lần nữa cảm khái. Nếu không có tiền, muốn tập võ, có thiên tài mấy cũng là vô dụng. Ngày hôm qua, thông qua luyện tập kiểu tự hành hạ 8 canh giờ, Lâm Minh rốt cuộc chạm đến một tia bên rìa phong trì ý cảnh. Ngay cả nhập môn đều chưa tính, cách nắm giữ phong chi ý cảnh lại càng rất xa kim bằng phá hư thâm ảo như vậy lâm minh vốn không trông cậy luyện thành trong thời gian ngắn như vậy tuy nhiên chỉ là luyện thành một chút xíu cũng tác dụng vô cùng hôm nay lâm minh không đi cùng phong động hắn cần một đoạn thời gian để thân thể trí nhớ tiêu hóa đạt được ngày hôm qua vì thế hắn đốt một tấm truyền âm phù cho ung vũ hàm hôm nay hắn muốn đi minh văn sư công hội sao 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 trong mấy ngày này thiên vận thành đã xảy ra một chuyện không lớn không nhỏ chu gia tuyên bố Chu Viêm bởi vì xúc phạm gia quy, bị trục xuất khỏi gia tộc, mà thập hoàng tử Vân Thân Vương cũng vạch rõ giới hạn với Chu Viêm. Chuyện này xử lý rất điệu thấp, nhưng mà thế lực các nơi vẫn chú ý tới. Hiện tại ai chẳng biết Chu Viêm và Lâm Minh có cửu oán, thậm chí một ít người tin tức linh thông còn biết tầng quan hệ Lan Vân Nguyệt này. Chu Viêm và Lâm Minh là tình địch, hơn nữa theo tin tức đáng tin, bọn họ từng phát sinh rất nhiều lần tranh đấu, mâu thuẫn đã kịch liệt không thể hòa giải. Vào thời điểm này, Chu gia đem Chu Viêm trục xuất khỏi gia tộc, Đồng thời Thập hoàng tử vạch rõ giới hạn với Chu Viêm, ý nghĩa cái gì? Rất nhiều người nghĩ đến chính là, Chu gia cùng Thập hoàng tử làm như vậy là biểu hiện khuất phục, lấy lòng đối với Lâm Minh, như là vì lấy lòng Lâm Minh liền trực tiếp đem một nhân tài như vậy trục xuất khỏi gia tộc. Cách làm này có phải là quá lỗ mãng rồi hay không? Lâm Minh tuy mạnh, nhưng là rõ ràng thân cận PH thái tử, nếu là Thập hoàng tử không thể lôi kéo được Lâm Minh, như vậy lại đuổi Chu Viêm đi, đó không phải là bồi phu nhân lại chết binh sao? thập hoàng tử làm vậy là vì cái gì lâm minh sau khi biết được tin tức này cũng có chút không thể lý giải đổi vị trí suy nghĩ một chút nếu mình là thập hoàng tử hắn sẽ không hạ quyết định như vậy vì lấy lòng mình có tất yếu sao tuy nhiên chu viêm rời khỏi gia tộc lại rời khỏi thất huyền võ phủ ta về sau lại phải cẩn thận hắn người này trời sinh tính âm trầm hiểu được ẩn nhẫn tính dai rất mạnh hắn về sau khẳng định sẽ bất lợi đối với ta ta thực lực càng ngày càng mạnh thật ra không sợ tuy nhiên cha mẹ ta đều ở thanh tang thành vẫn là phải thông chi lâm ra một chút, bảo hộ tốt cha mẹ ta mới được. Đáng tiếc, lúc trước ở trên lôi đài không thể rớt hắn, để lại tai họa về sau. Trong mắt Lâm Minh lóe lên một tia hàn ý, tuy rằng hắn đối với Vương Nghĩa Cao, Vương Nghiên Phong từng hạ độc thủ đối với mình đều không truy cứu nữa, nhưng là hắn cũng không phải người nhân tử nương tay, nhất là khi đối mặt với khả năng nguy hại đến an nguy của người thân. Nghĩ vậy, Lâm Minh lấy ra một tấm truyền âm phù, truyền cho phân bộ Lâm gia thiên vận thành, dặn dò chuyện liên quan cha mẹ mình. Buổi chiều hôm nay, Lâm Minh muốn đi Minh Văn sư công hội, đây cũng là chuyện hắn hôm qua đã hẹn trước với Ung Vũ Hàm. Đi trên đường, Lâm Minh đột nhiên bước chân khựng lại, hắn gặp phải một người, người này hắn có chút ấn tượng, đó là một võ giả ngưng mạch kỳ duy nhất dưới trướng Thái tử, Lưu Văn Uyên. Thái tử đối với Lưu Văn Uyên có ơn tri ngộ, trước khi Lưu Văn Uyên phát tích, Thái tử còn là thiếu niên từng giúp hắn, ơn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi luôn đáng quý khó được, cho nên dù hiện tại Lưu Văn Uyên đã có tước vị, tham quan tiến chức như diều gặp gió hoàn toàn không cần xa vào vũng nước đục tranh ngôi hoàng đế hắn vẫn nguyện ý phụ tá thái tử đăng cơ lâm tiên sinh liêu văn uyên hơi hơi ôm quyền đối với lâm minh rất là khách khí liêu tiền khách khí rồi là vãn bối hành lễ với liêu tiên sinh mới đúng lâm minh ôm quyền đáp lễ liêu văn uyên có thể tìm được mình hắn cũng không kỳ quái mấy ngày nay hắn luôn cảm giác được khi mình đi trên đường luôn có người cố ý vô ý đi theo những người này không có sát khí hiển nhiên là thái tử phái tới hiện tại lâm minh thân phận mẫn cảm chỉ cần rời khỏi thất huyền võ phủ một bước lập tức sẽ có người đuổi theo trong bóng tối bảo vệ có thể nói thập hoàng tử muốn ở thiên vận thành rớt mình không dễ hơn rớt thái tử dương lâm bao nhiêu mình mấy ngày nay đi minh văn sư công hội hiển nhiên thái tử cũng biết ha ha không nghĩ tới lâm tiên sinh cũng biết tên của ta nói lời thật ta là người thô thiển không quá thích những lễ tiết này nếu là không chê ta liền trèo cao gọi lâm tiên sinh một câu lâm huynh đệ lâm minh cười nói liêu đại ca nhanh mồm miệng nói lời thật ta cũng không thích những lễ nghi và kính xương này ha ha điều này chính hợp ý ta lâm huynh đệ hôm nay ta tới là chuyên môn tìm người chu viêm bị đuổi ra khỏi chu gia ngươi biết chứ những lời này lưu văn uyên dùng chân nguyên truyền âm vâng lâm minh gật gật đầu đồng dạng cũng đổi dùng chân nguyên truyền âm ngươi phải cẩn thận chu viêm điều này ta rõ ràng tuy nhiên chỉ là có chút kỳ quái mà thôi chu gia làm như vậy dường như hơi độc là độc một chút lại nói vẫn là vì lâm huynh đệ ngươi ngươi là người có thể trở thành thất huyền sứ và phủ chủ thất huyền võ phủ phần áp lực này bất kể là chu gia hay là đối với thập hoàng tử đều quá lớn bọn họ không dám chọc giận ngươi mà chu viêm đối với bọn họ mà nói ngày sau nhiều nhất cũng chỉ là một võ giả ngưng mạch kỳ một võ giả ngưng mạch kỳ tổn thất được tốt mà đuổi chu viêm đi mọi hoạt động hãm hại ám sát của chu viêm nhằm vào ngươi ngày sau bọn họ đều sẽ không bị liên lụy là vậy sao ừm một khi liên quan đến đấu tranh ích lợi bên trong gia tộc lớn và hoàng quyền thật sự là lục thân không nhận lâm minh đối với những thứ tranh đấu hoàng quyền ích lợi gia tộc này không có hứng thú gì ha ha lâm huynh đệ khách khí rồi ta vừa gặp lâm huynh đệ liền cảm giác lâm huynh đệ là người đáng kết giao yên tâm đi thái tử mấy năm này vẫn là có chút tích tụ gánh vác một ít tài liệu vẫn là có thể ngược lại là lâm huynh đệ ngươi chẳng những trình độ võ đạo kinh người còn thông hiểu minh văn thuật thật sự khiến người không dám tin tưởng lâm huynh đệ ngươi thật là lật đổ nhận chi của ta đối với hai chữ thiên tài trong quá khứ lâm minh cười lắc đầu liêu đại ca quá khen ta cũng có một sư phụ lợi hại mới có thành tựu như vậy đúng rồi nếu chu viêm đã rời khỏi thiên vận thành như vậy lan vân nguyệt đâu đi cùng hắn rồi sao tuy rằng đã không có quan hệ gì với lan vân nguyệt nhưng lâm minh vẫn hỏi một chút hiện tại chỉ sợ chu viêm phát rồ vị tất sẽ không bắt lấy lan vân nguyệt đi liêu văn uyên cười nói lâm huynh đệ yên tâm lan vân nguyệt không có việc gì tuy nhiên nàng đã rời khỏi thất huyền võ phủ trước mắt còn ở lại thiên vận thành điện hạ đã phái người bảo hộ nàng trong bóng tối na lan vân nguyệt bỏ học sao lâm minh thoáng sửng sốt tuy nhiên quả thật chu đáo ngay cả lan vân nguyệt đều bận tâm đến gia nhập một phương thế lực quả thật có chỗ tốt lớn rất nhiều sự tình hoàn toàn không cần chính mình quan tâm đều có người hỗ trợ thỏa đáng liêu văn uyên nói nên nói đều nói xong rồi ta đi trước lâm huynh đệ tiếp tục làm việc đi ân cảm ơn liêu đại ca ha ha không có gì cáo biệt liêu văn uyên Lâm Minh tiếp tục đi đến Minh Văn sư công hội, chính mình muốn mua những tài liệu kia, chỉ dựa vào thái tử điện hạ cũng không được, chính mình còn cần nghĩ biện pháp khác, nếu ta có thể vẽ Minh Văn phù làm cho võ giả Hậu Thiên Thiên vận quốc đều động tâm, để võ giả Hậu Thiên cả nước giúp ta cùng nhau tìm, hẳn có thể tập trung được ở trong khoảng thời gian ngắn. Đây là tính toán Lâm Minh đã tính trước, cũng là biện pháp duy nhất hắn có thể nghĩ ra. Theo trình độ Minh Văn thuật đề cao của Lâm Minh mấy ngày này, vẽ Minh Văn phù làm cho võ giả Hậu Thiên động tâm hắn cũng miễn cưỡng có thể làm được chỉ là thực hiện chuyện này phải hơi chút đường hoàng một ít minh văn sư công hội lâm tiên sinh uông vũ hàm đã ở phòng minh văn chờ trong thời gian ngắn nhìn thấy lâm minh không khỏi ngạc nhiên vui mừng nói uông tiểu thư thật ngại quá có chút việc nên chậm trễ tối hôm qua bởi vì không gian ma phương linh hồn lâm minh tiêu hao quá lợi hại sang sớm phá lệ không dậy sớm rồi sau đó lại đi thác nước hàn đàm tu luyện thời gian có chút lâu đã có rất nhiều khách nhân chờ uông vũ hàm chỉ đại sảnh Lâm Minh nhìn vọng lại, ở trong đại sảnh đã tụ tập 7, 8 người, ở lúc bình thường cũng chỉ có 2, 3 người. Ngày hôm qua Lâm Minh ra tay nhiều lần, mặc kệ là chữa trị hay là vẽ, mỗi một lần đều thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa để cho những võ giả này ngạc nhiên vui mừng chính là, Lâm Minh vẽ Minh Văn phù hiệu quả còn cao hơn Minh Văn đại sư bình thường. Bình thường nếu muốn đạt tới loại hiệu quả này, cần vài cái Minh Văn sư đỉnh cao thiên vận quốc như Uông Toàn Cơ ra tay mới được. Nhưng các nhân vật như Uông Toàn Cơ người bình thường căn bản mời không nhúc nhích cho dù mời được giá cả hắn ra tay cũng không phải võ giả bình thường có tiền trả mà lâm minh giá cả ra tay rất tiện nghi lại cung cấp phục vụ lại không kém bao nhiêu so với minh văn sư đỉnh cao kể từ đó tự nhiên có rất nhiều khách nhân nổi tiếng đến đây nghe nói minh văn sư kia chỉ có mười mấy tuổi cũng không biết có phải tung tin vịt hay không một khách nhân thuận miệng nói hôm nay hắn mang đến một kiện bảo khí nhân giai trung phẩm không dùng tới hắn nhận được cái bảo khí này đã nửa năm nhưng luôn luôn không tìm thấy minh văn phù thích hợp minh văn phù bình thường hắn trướng mắt mà minh văn phù đỉnh cấp lại giá rất cao không thể nào hợp ý trong lòng hắn hắn tu luyện chân nguyên hàn thuộc tính cho nên muốn có nhận được một tấm minh văn phù phù hợp chân nguyên thuộc tính hắn mà ngày hôm qua hắn nghe nói minh văn sư khách tọa mới tới minh văn sư công hội vẽ ra một tấm hàn băng thủ hộ sau khi minh văn xong ngay cả áo giáp đều thay đổi màu lam băng cho nên hôm nay hắn đến xếp hàng đến hiện tại đã đợi hơn nửa ngày tuy nhiên võ giả này vẫn kiên nhẫn tới càng sớm trình tự liền sắp xếp càng tốt mà thời điểm minh văn sư ra tay lần đầu tiên linh hồn lực cùng chân nguyên dư thừa nhất cũng dễ dàng ra cực phẩm nhất mà càng về sau xác suất ra cực phẩm lại càng nhỏ là thật sự ngày hôm qua bằng hữu ta đã tới tận mắt thấy minh văn sư kia chỉ là một thiếu niên bây giờ là cái thời gì vậy minh văn thuật không phải rất khó học sao hắn nhỏ như vậy đã có trình độ này vài năm sau vượt qua uông toàn cơ không phải đơn giản như ăn cơm uống nước sao hiện tại người trẻ tuổi càng ngày càng lợi hại vài năm trước ra một tần hạnh hiên nửa tháng trước ra một lâm minh hiện tại lại ra thêm một thiên tài minh văn thuật tại sao trước kia chưa từng nghe nói qua hẳn không phải người của thiên vận quốc minh văn thuật thiên vận quốc chúng ta vốn không lợi hại mỗi địa phương có chức nghiệp gia tộc chuyên môn đặc thù tỷ như gia tộc trận pháp sư gia tộc luyện dược sư gia tộc minh văn sư gia tộc luyện khí sư những gia tộc này đã có kế thừa hơn một ngàn năm so với thiên vận quốc còn lâu dài hơn nhiều mỗi một đời bọn họ đều sàng ra hậu đại có thiên phú linh hồn xuất chúng, một đôi nam nữ thiên phú cao hôn phối, sinh hạ hai tử có thiên phú linh hồn cao cấp có khả năng rất lớn. lâu ngày trôi qua, trong những gia tộc kia, hai tử có thiên phú linh hồn ngũ phẩm cũng không hiếm lạ. cộng thêm bọn họ lịch sử lâu, tích lũy rất nhiều bí pháp kế thừa, trình độ minh văn thuật phải lợi hại hơn nhiều so với minh văn sư bình thường. một lão nhân kiến thức rộng rãi, chậm rãi nói, kỳ thật hắn nói cũng không tính bí mật gì chẳng những gia tộc chức nghiệp có chuyên môn đặc thù võ học đồng dạng cũng có gia tộc cổ kế thừa lâu đời tỷ như vài cái đệ tử hạch tâm thất huyền võ phủ hiện tại trừ bỏ tần hạnh hiên gia các đệ tử khác toàn bộ đến từ gia tộc tu võ lâm minh cũng bị bọn họ cho là người như vậy minh văn sư khách tọa đại nhân đã đến các vị đợi lâu hiện tại có thể bắt đầu rồi thời điểm mọi người ở đây đang nghị luận tiểu thư tiếp đãi đã đi tới nho nhã lễ độ nói liên hợp thương hội tổng bộ thiên vận thành ở trong một gian phòng trang hoàng xa hoa Trương Quan Ngọc nằm ở trên giường, cầm trong tay một cái bát vàng tinh xảo từ tơ, nhấm nhấp từng chút một chất lỏng màu trắng ngà trong bát vàng. Chất lỏng này có hơi chút nồng, là sữa, tuy nhiên cũng không phải sữa bò, sữa dê linh tinh mà là sữa nữ nhân. Bình thường các phủ đệ vương công quý tộc đều phải nuôi một ít vú em, tiết ra sữa cung cấp cho các quý tộc hưởng dụng. Sữa người được cho rằng có rất nhiều chất dinh dưỡng trong các loại sữa. Trẻ con có sống tốt được hay không, cùng thời gian ăn sữa có quan hệ rất lớn cho nên các quý tộc thiên vận quốc thịnh hành nuôi vú em ở phủ đệ. Người xưa nói nuôi vú em phải mông to mới tốt, cho nên con gái sữa sung túc, hơn phân nửa hình thể sẽ to một chút. Cộng thêm thủ nhỏ ở nông thôn làm việc nhà nông, làn da trải qua dầm mưa dãi nắng, thô giáp, hơn phân nửa sẽ không đẹp. Trương Quan Ngọc cảm thấy loại con gái vú em này ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảm giác của hắn, cho nên hắn nuôi vú em. Đầu tiên là mỹ nhân nũng nịu, loại mỹ nhân này, rất nhiều đều là tiểu thiếp của người giàu, tuổi chừng 20, nhìn qua kiều mị động lòng người thế lực liên hợp thương hội khổng lồ có vài đại gia tộc vì lấy lòng trương quan ngọc chủ động dâng lên tiểu thiếp còn có một ít là bị trương quan ngọc bức bách không thể không ngoan ngoãn dâng tiểu thiếp lên có ít tiểu thiếp thân thể mảnh mai sữa rất thưa thớt tuy nhiên không việc gì trương quan ngọc cố tình thích loại này hắn cảm thấy sữa như vậy mới có hương vị ngọt ngào quý hiếm nhất có đôi khi một ít tiểu thiếp hợp khẩu vị của trương quan ngọc thậm chí còn có thể được hắn trực tiếp thu nhập hậu cung Trương Quan Ngọc đều có khẩu vị hứng thú đối với các loại mỹ nữ, tìm được rồi sao? Trương Quan Ngọc chậm rãi thưởng thức sữa trong bát, lười biếng, bẩm thiếu gia, tìm được rồi. Nói chuyện chính là một trung niên hơn 40 tuổi, người này hơi thở dài, tim đập có lực, hiển nhiên có thực lực luyện tạng kỳ. Ân, chúng ta qua. Trương Quan Ngọc nói xong, cầm chén sữa uống một hơi cạn sạch, có chút hưng phấn liếm liếm môi, hơi có chút dữ tợn. Thiếu gia, làm như vậy có phải hay không? Người trung niên muốn nói lại thôi, ân ngươi sợ đắc tội lâm minh thiếu ra hiện giờ lâm minh đã thăng là chuẩn đệ tử hạch tâm thất huyền võ phủ vạn nhất tương lai hắn quật khởi thành thất huyền sứ hoặc là phủ chủ chúng ta đắc tội người như vậy rất khó ý của ngươi là ta hẳn nên thúc thủ chịu trói mặc cho hắn đạp ta xuống như vậy mới là giao hảo với lâm minh thanh âm trương quan ngọc đột nhiên lạnh xuống người trung niên kia cuống quýt nói trương quan ngọc tuyệt đối không muốn nhìn thấy chuyện như vậy phát sinh từ sau khi tu luyện hợp hoan thần công trong lòng trương quan ngọc có một ý niệm mãnh liệt trong đầu đó chính là có thể tu luyện hợp hoan thần công đến tầng thứ bảy cực hạn đạt tới cảnh giới thanh xuân vĩnh trú dương tinh không suy đạt tới cảnh giới này hắn có được thời gian mấy trăm năm đùa bỡn các loại hình mỹ nữ thế gian có được họ xâm chiếm họ từ mỹ nữ hiện tại ngoạn đến mấy trăm tuổi thành lập một hậu cung khổng lồ ba ngàn gái đẹp vượt qua hoàng thất mỗi ngày tùy ý đùa bỡn nữ nhân trong hậu cung mỗi khi nghĩ vậy trương quan ngọc đều nhiệt huyết sôi trào nhưng với thiên phú của trương quan ngọc muốn tu luyện hợp hoan thần công đến tầng thứ bảy cực hạn nói dễ hơn làm hiện tại hợp hoan thần công vừa mới khởi bước nếu thuận buồm xuôi gió thải bổ các loại nữ nhân cực phẩm như vậy còn có thể đạt tới tầng thứ bảy cực hạn nhưng nếu mấy tháng sau bị lâm minh đánh bại ở dưới hàng vạn dân chúng nhìn hắn sẽ khí tức không thuận dương tinh không thông muốn tấn công tầng thứ bảy cực hạn đã khó càng thêm khó cho nên trương quan ngọc hoàn toàn đập nát lâm minh ở trận chiến 4 tháng sau hung hăng dẫm hắn dẫm hắn chớt hẳn không thể xoay người đoạt tất cả hào quang cùng nữ nhân xung quanh hắn chính mình vui vẻ trong lòng tu vi mới có thể tăng tiến vùn vụt người trung niên kia nói thiếu gia thuộc hạ ngu dốt nhưng thuộc hạ cảm thấy nếu làm như vậy có thể chọc giận lâm minh đến lúc đó sẽ làm oán cửu sâu thêm hư chọc giận thì thế nào chẳng lẽ ta không chiến liền nhận thua nhưng không có như lâm minh đáng sợ thập hoàng tử không dám động hắn thái tử phải kính hắn nhưng không có nghĩa là ta cũng khúm núm đối với hắn người khác đều cưỡi ở trên đầu ngươi chẳng lẽ ngươi còn quỳ dạp trên mặt đất kêu lâm minh muốn đối phó ta như vậy ta liền xử lý hắn thiếu gia chuẩn bị người trung niên kia không hiểu kế hoạch bọn họ sắp tiến hành với đả bại lâm minh có quan hệ gì ta hỏi ngươi lâm minh đáng sợ chỗ nào nhất người trung niên nghĩ nói ngộ tính võ ý võ đạo tri tâm đúng vậy tuy nhiên căn bản nhất vẫn là võ đạo tri tâm chỉ cần phá võ đạo tri tâm võ ý của hắn sẽ bị phế không có võ ý với thiên phú tam phẩm của hắn cho dù hắn ngộ tính yêu nghiệt như thế nào tu vi bị hạn chế ở dưới ngưng mạch kỳ hắn có năng lực gì có thành tựu gì chỉ cần thực lực hắn không được hào quang của hắn sẽ dần dần biến mất đợi thời điểm mọi người quên hắn đi hắn với ta mà nói giống như là một con kiến có thể một cước đạp chớt hiện tại hắn có thất huyền võ phủ bảo hộ ta không có khả năng đối phó hắn cũng chỉ có thể đánh tan võ đạo chi tâm của hắn đối phó lâm minh phải trước khi hắn trưởng thành khóe miệng trương quan ngọc lộ ra một tia cười ác độc mà người trung niên kia lại âm thầm ưu tư nếu có thể hoàn toàn đánh tan bản tâm lâm minh đương nhiên là tốt nhưng nếu không đánh hết thì sao như vậy đắc tội lâm minh có thể ảnh hưởng đến địa vị thiếu gia ngày sau ở trong liên hợp thương hội liên hợp thương hội không có khả năng bổ nhiệm một người thừa kế đắc tội thất huyền sứ hoặc là chủ nhân phủ thất huyền võ phủ nhưng trương quan ngọc trời sinh tính cố chấp hơn nữa hiện giờ còn tu luyện dễ dàng hợp hoan thần công làm sao đi nghe lời nói của hắn rất nhiều công pháp có thể ảnh hưởng tâm tính tu luyện giả như chân ngôn phật đà kinh có thể khiến tu giả tâm tư yên ổn thanh tâm quả dục ngăn ham muốn tâm trong sáng luyện cốt kim thân quyết có thể khiến tu luyện giả khí huyết dương cương bất khuất mà hợp hoan thần công này hoàn toàn là tăng cường dục vọng khiến tâm tư con người càng ngày càng cực đoan thiếu ra việc này có phải phải xin chỉ thị lão ra một chút hay không ân sắc mặt trương quan ngọc chợt biến lãnh cả người thậm chí có sắc khí toát ra người trung niên hoảng sợ vội vàng nói thuộc hạ chớ tiệt, thuộc hạ chớ tiệt. Ngôn ngữ phải cẩn thận, ngươi chỉ cần làm tròn bổn phận hạ nhân là được. Lúc này Trương Quan Ngọc mới thu liễm sát khí, cái gọi là lão gia tự nhiên là phụ thân Trương Quan Ngọc. Trương Quan Ngọc hiểu được, nếu việc này bị phụ thân biết, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình làm như vậy, bởi vì ở trong mắt phụ thân, tiền đồ liên hợp thương phải trọng yếu hơn nhiều so với tu vi võ đạo của Trương Quan Ngọc. Phụ thân sẽ không mạo hiểm đắc tội Lâm Minh, ở trong suy nghĩ của hắn, cùng lắm thì Trương Quan Ngọc thua cho xong việc. Nhưng đối với Trương Quan Ngọc mà nói, thế lực liên hợp thương hội lớn đến đâu cũng không có khả năng cho hắn mấy trăm năm thanh xuân cùng dương tinh vô hạn. Những chuyện này chỉ có thực lực mới có thể cho hắn. Thiên tài đều tự tin, Lâm Minh tự tin, Trương Quan Ngọc đồng dạng cũng tự tin, thiên tài thành tựu cao ngạo, không có ai ngay từ đầu liền nhận định chính mình không bằng người khác, nếu không trong lòng hắn sẽ gặp trở ngại, mà Trương Quan Ngọc trời sinh tính cố chấp còn hơn thế, thiên tài đều đã cho rằng chính mình là diễn viên tương lai của thế giới, do đó tranh đấu nhưng mà tranh đấu tất có chớt thiên vận thành vùng ngoại thành tây nam thiên vận thành hoàng cung nằm ở bắc triều nam thành bắc gần phủ đệ vương công quý tộc vô cùng phồn hoa mà thành nam lạnh lùng hơn chút nhất là tới gần ngoại ô sẽ càng lạnh lùng hơn ở vùng ngoại thành tây nam có một mảnh tòa nhà thấp bé tuy rằng những tòa nhà này đổ nát nhưng không hiện vẻ cổ xưa lúc này mới vừa qua một trận mưa ngói xanh tường trắng cây xanh che bóng mát có cảm giác tươi mát trong dãy nhà này có một gian tiểu điếm mới mở chủ nhân cửa hàng mặt tiền này vốn hồi hương dưỡng lão cửa hàng liền bán ra ngoài chủ nhân mới tiếp nhận xong thay đổi lại toàn bộ cửa hàng bên trong quét tước sạch sẽ thậm chí còn giải lên một ít hoa thơm nhìn qua rất lịch sự tào nhã lúc này ở cửa cửa hàng có một nữ nhân mặc áo vải bố xanh diện mạo thanh tú làn da non nớt đang xử lý hàng hóa vải vóc đầy trên quầy trái ngược với thân thể cô gái có chút ngây ngô mà nói đống vải vóc này có vẻ cực kỳ cồng kềnh nhưng thân thủ cô gái lại cực kỳ linh hoạt phân loại ngay ngắn đâu ra đấy cô gái này chính là lan vân nguyệt từ sau khi hôn ước kia trở thành phế thải lan vân nguyệt bỏ học khỏi thất huyền võ phủ nàng ở thiên vận thành mờ mịt bất lực tiêu sái một ngày nàng không còn mặt mũi về nhà không biết nên đi nơi nào cuối cùng nàng quyết định sống ở dưới chân thiên vận thành vì thế nàng cầm một ít trang sức mở một cửa hàng láng giềng đều yêu thích cô bé mới tới này mỗi ngày cô gái đều mặc y phục vải bố xanh mộc mạc cửa hàng của nàng lại vô cùng bận rộn Thanh Tú lại chịu khổ mà cô gái vẫn chịu đựng. Hơn nữa tay chân cô gái này lanh lẹ, khí lực cũng lớn, còn làm ra một tí đồ ăn không tồi. Theo lý thuyết, cô gái như vậy hẳn là làn da thô giáp. Ít nhất hai tay có một chút chai, nhưng không nghĩ tới, hai tay cô gái nõn nà giống như nhuyễn ngọc, khiến người khác ngạc nhiên. Đây là một cô gái như thế nào? Sau khi biết được cô gái này là một người cô độc đã khơi gợi đồng tình của các bác gái hàng xóm, nhao nhao hỏi thân thế cô gái như thế nào, nhưng cô gái đối với chuyện này luôn tỏ vẻ hàm hồ một ít bác gái thậm chí suy nghĩ làm mối cho cô gái này, nhưng đối với những chuyện đó, cô gái lại luôn cười yếu ớt cự tuyệt. Thiếu ra, chính là nơi đây, người trung niên chỉ cửa hàng còn chưa kịp UEO biển. A à, một gian tiểu điếm thật lịch sự trang nhã a, à? không tồi. Trương Quan Ngọc phe phẩy quạt trong tay, trên mặt lộ vẻ tươi cười nghiền ngẫm, dường như đang nhìn một con mồi ngon miệng. Hắn muốn phá võ đạo chi tâm của Lâm Minh thì phải tìm được sơ hở của võ đạo chi tâm, mà Trương Quan Ngọc suy nghĩ, sơ hở duy nhất có thể có của võ đạo chi tâm chính là lan vân nguyệt này lúc trước lâm minh từng dừng lại ước chừng nửa nén hương ở cửa chỉ sợ nửa nén hương đó chính là nhìn thấy lan vân nguyệt tuy rằng chuyện lan vân nguyệt đã qua đi nhưng trương quan ngọc tin tưởng lan vân nguyệt vẫn như cũ có thể là tâm kết trong lòng lâm minh nếu hắn có thể thu lan vân nguyệt cộng tu hợp hoan thần công với nàng như vậy lâm minh biết kết quả sẽ như thế nào trương quan ngọc rất muốn biết nếu là loại sự tình quyết đấu này một lần chiến bại lần thứ hai tìm trở về là được ư nhưng cô gái sẽ không giống vậy chỉ cần bị chính mình kiếm được trên giường đó chính là chuyện vĩnh viễn trương quan ngọc tin tưởng mặc dù lan vân nguyệt phản bội lâm minh nàng ở trong lòng lâm minh cũng sẽ có một vị trí nếu hắn giữ lấy lan vân nguyệt cái này chính là một cây gai trong lòng lâm minh mà chiếc gai này gạt bỏ không xong mặc dù hắn chiến thắng chính mình cũng không gạt bỏ xong khí không thuận ý niệm trong đầu không rõ tu vi trở ngại thậm chí chính mình có thể trở thành tâm ma khi lâm minh gặp được bình cảnh đột phá hơn nữa mấu chốt là lâm minh có thể chiến thắng hắn sao thất huyền võ phủ bảo hộ lâm minh nhưng sẽ không bảo hộ lan vân nguyệt cô gái này đã rời khỏi thất huyền võ phủ nếu lâm minh biết lan vân nguyệt bị chính mình chiếm được hắn có thể giận dữ mà liều mình vì hồng nhan hay không tìm chính mình quyết đấu kỳ hạn khảo hạch này chỉ có một năm chỉ cần lâm minh không qua khảo hạch hắn ở trong mắt trương quan ngọc sẽ không có gì đáng sợ như vậy thành tựu tương lai hắn sẽ không thể bằng chính mình cộng thêm tranh lệch thế lực phía sau trương quan ngọc có tin tưởng áp chế lâm minh cả đời nữ nhân bị người cướp phá đi thân ngọc nguyên vẹn đồng thời dùng để song tu thải bổ rồi sau đó hắn lại bị đả bại bởi tên cướp ở trước mặt đông đảo nhân dân đồng thời bản thân bị đánh đập trọng thương điều dưỡng nửa năm rồi sau đó bởi vậy mà bỏ lỡ khảo hạch đệ tử hạch tâm thất huyền võ phủ nhiều đà kích như vậy tập trung cùng một chỗ lâm minh sẽ thế nào hắn còn có thể tiếp tục sao võ đạo chi tâm của hắn còn có thể bảo trì hoãn mỹ sao trương quan ngọc tự hỏi nếu là chính mình bị vào trong loại tình huống này hắn sẽ bị điên hiện tại ngươi thoạt nhìn tiền đồ không thể lường nhưng những thứ này đều là võ ý của ngươi gây dựng cho ngươi không có võ ý ngươi sẽ không có gì chờ ta phá thân ngọc nguyên vẹn từng nữ nhân ngươi thích phá võ ý của ngươi đánh đập ngươi trọng thương phế đi tiền đồ của ngươi nghĩ đến kết cục của lâm minh trương quan ngọc thật muốn cất tiếng cười to hắn lại nhìn lan vân nguyệt chỗ cửa hàng nhỏ khóe miệng hiện lên một tia dữ tợn nhấc chân đi vào trong đó hai vị khách quan muốn mua chút gì lan vân nguyệt nhìn thấy hai cẩm y nam nhân đi vào cửa hàng cười tiếp đón tuy rằng lan vân nguyệt cùng ở thất huyền võ phủ với trương quan ngọc nhưng trương quan ngọc rất ít xuất hiện trước mặt người khác cho nên lan vân nguyệt cũng không biết trương quan ngọc tuy nhiên theo lan vân nguyệt chào đón ánh mắt của nàng lại dần dần ngưng lại cẩm y nam nhân trước mắt này tay cầm chiếc phiến cũng không phải người bình thường không nói cẩm y tơ lụa trên thân hắn chỉ là một quả ngọc bội hắn bên hông đeo giá trị sẽ không thấp hơn năm ngàn lượng vàng ngọc bội dương chi ngọc cực phẩm hơn nữa dẫn theo tờ mấu là huyết ngọc tốt nhất nàng lại nhớ rõ lúc trước chu viêm cũng không có ngọc bội như vậy một kiện ngọc bội tùy tiện trên thân đều tương đương một hai kiện bảo khí của người khác thanh niên này xuất thân rất khủng bố lan vân nguyệt nhì không thấu tu vi thanh niên nhưng người trung niên tùy tùng phía sau hắn rõ ràng đã có tu vi luyện tạng kỳ ngay cả tùy tùng đều là luyện tạng kỳ nam nhân này là ai hơn nữa mấu chốt là loại đại nhân như này như thế nào hội lại đến loại cửa hàng nhỏ này mua đồ tuy rằng vải của nàng cũng tinh xảo nhưng làm sao được vị công tử đại nhân này để vào mắt vải vóc trên người hắn chỉ sợ đều là tuyết tàm ti đi. Hơn nữa, người mua vải thường là nữ nhân, hai đại nam nhân, mua vải làm cái gì? Trong nháy mắt Lan Vân Nguyệt nghĩ tới rất nhiều vấn đề, trong lòng âm thầm đề phòng. Trương Quan Ngọc nhìn Lan Vân Nguyệt, mỉm cười, thầm nghĩ. Hay cho một tiểu mỹ nhân trong veo như hồ nước, thanh thuần động lòng người, mặc dù mặc quần áo vải thô, nhưng vẫn còn không che giấu được khí chất của nàng. Trách không được Lâm Minh cùng Chu Viêm đều bị cô gái này làm mê mẩn. Hơn nữa, cô gái này quả nhiên vẫn là xử nữ. Cái này càng hoàn mỹ, một hồi nữa đưa nàng về phủ, hạ xuống hợp hoan tán, ta nhất định phải hưởng thụ một phen. Ở thiên vận quốc, dựa theo tập tục, trước khi kết hôn, nam nữ sẽ không cùng phòng, đương nhiên nạp thiếp mua nha hoàn không tính, bởi vì nạp thiếp căn bản không cần cử hành hôn lễ. Ngươi là Lan Tiểu Thư, Trương Quan Ngọc đi thẳng vào vấn đề, Lan Vân Nguyệt chợt nghiêm lại trong lòng, quả nhiên, bọn họ hướng về phía chính mình, nếu bọn họ tìm tới cửa, tự nhiên đã sớm điều tra rõ thân phận chính mình. Nàng gật đầu nói, đúng là ta, hai vị có chuyện gì sao? Ha ha, trước kia ta đã ra mắt Lan Tiểu Thư, nói thật, lần đầu tiên ta nhìn thấy Lan Tiểu Thư, đã bị Lan Tiểu Thư hấp dẫn, Lan Tiểu Thư bất kể là dung mạo hay là khí chất, đều vô cùng mê người. Lan Vân Nguyệt không tự giác lui về phía sau nửa bước, tách ra khỏi Trương Quan Ngọc cách một đoạn, lúc này trong lòng nàng càng cảnh giác nặng hơn. Trương Quan Ngọc nhìn thấy Lan Vân Nguyệt lui về phía sau, Chính mình cũng vội vàng lui về phía sau một bước, Lễ Kính nói: "Thật có lỗi, ta có phải quá mức đường đột hay không, cho nên làm Lan tiểu thư sợ, ta không có ý tứ khác, nói thật, ta thực ngưỡng mộ Lan tiểu thư, tuy nhiên khi đó Lan tiểu thư đã đính hôn, cho nên chỉ đành ôm hận, ngay gần đây mới biết được Lan tiểu thư đã từ hôn, cho nên mới mạo muội đến bái phỏng, hy vọng Lan tiểu thư không lấy làm phiền lòng." Lan Vân Nguyệt nhìn thấy Trương Quan Ngọc lễ kính như vậy, thoáng tâm an, nàng bình tĩnh trả lời: Ta không phải từ hôn, mà là bị hưu. Ha ha, Lan tiểu thư nói quá lời, ta biết Chu Viêm kia đã bị trục xuất khỏi gia môn, làm sao xứng đôi với Lan tiểu thư. Không biết vì sao Lan tiểu thư mở một cửa hàng tại địa phương nhỏ như này, nếu Lan tiểu thư không chê, đi phủ tại hạ chơi một chuyến ta có chút lễ vật muốn tặng cho Lan tiểu thư. Lan Vân Nguyệt tâm niệm xoay chuyển nhanh chóng, thanh niên trước mắt này, ngôn ngữ khéo, tươi cười ôn hòa, nhìn qua thật sự là khiêm nhường, khiến người ta không sinh ra ác cảm gì. Nhưng mà Lan Vân Nguyệt lại đột nhiên cảm thấy được một tia không thích hợp. Lan Vân Nguyệt rất rõ ràng thân phận chính mình mẫn cảm, nàng từng là bạn gái Lâm Minh, chỉ bằng điểm này, cho dù thật sự có ai coi trọng chính mình, cũng sẽ không nghĩ chú ý tới chính mình. Tuy rằng Lan Vân Nguyệt rõ ràng Lâm Minh đã không có vấn đề gì với nàng, nhưng những vương công quý tộc kia cũng không nghĩ như vậy. Loại sự tình này, bọn họ không dám, trong suy nghĩ của bọn họ đây là chạm vào vảy ngược của Lâm Minh, nhưng thanh niên trước mắt này lại dám công khai trắng trợn làm như vậy hắn hoặc là não bị nước vào hoặc là hoàn toàn đối lập với lâm minh thậm chí là có cửu nghĩ đến đây trong lòng lan vân nguyệt có dự cảm không lành bọn họ không phải muốn bắt cóc chính mình uy hiếp lâm minh chứ tuy rằng không thấy rõ tu vi thanh niên này nhưng nàng có thể khẳng định chính mình không là đối thủ của hắn cộng thêm lão bộc phía sau hắn ngay cả cơ hội chạy trốn nàng cũng không có trương quan ngọc nhìn ra lan vân nguyệt đề phòng cười nói ta nghe nói lan tiểu thư đã rời khỏi thất huyền võ phủ thật sự rất đáng tiếc với tư chất Lan tiểu thư, nếu có đan dược phụ trợ tốt nhất, vị tất không thể đột phá ngưng mạch kỳ, một khi đột phá ngưng mạch kỳ, thanh xuân kéo dài mấy chục năm, Lan tiểu thư chẳng lẽ không động tâm sao?" Hắn nói ra lời này rồi ho nhẹ một tiếng, người trung niên phía sau hắn lập tức đưa lên một cái hộp, sau khi mở ra, bên trong là hai bình đan dược. Trương Quan Ngọc tùy tiện xuất ra một lọ mở ra, bên trong lập tức tản phát ra một cỗ dược hương nồng đậm, hiển nhiên là dược vật cực phẩm. Trương Quan Ngọc mỉm cười đưa đan dược cho Lan Vân Nguyệt, nói: thượng phẩm tụ nguyên đan một chút tiểu lễ vật bé nhỏ không đáng kể lan tiểu thư xin không cần ghét bỏ những thứ này chỉ là một chút lễ gặp mặt ngày sau ta sẽ cho ngươi hết thảy thân phận của ta cũng sẽ không làm nhục ngươi như thế nào trương quan ngọc hiểu biết quá khứ lan vân nguyệt hắn rõ ràng lan vân nguyệt muốn nhận được cái gì hiện giờ nàng bị hưu không có khả năng lại gia nhập đại gia tộc hắn cũng không tin chính mình xuất hiện dưới tình huống như vậy tiễn ra nhiều đan dược như vậy trợ giúp nàng đột phá ngưng mạch kỳ Lan Vân Nguyệt lại không động tâm, nhưng mà hắn không nghĩ tới, Lan Vân Nguyệt căn bản không có tiếp bình, nàng trực tiếp cự tuyệt. Tiểu nữ xin tâm lĩnh ý tốt của công tử, tuy nhiên ta đã không định tu lại võ đạo, chỉ là nghĩ tới những ngày bình thường, cảm ơn tâm ý công tử, mời công tử trở về đi. Là như thế này à? Tươi cười trên mặt Trương Quan Ngọc dần dần thu liễm, khi thế trên thân hắn tùy theo dần dần phát ra, mà người trung niên phía sau hắn cũng theo đó tiến lên một bước, ẩn ẩn che lại cửa hàng. Lan Vân Nguyệt lập tức hoàng hốt gương mặt xinh đẹp cũng trắng bệch ra vài phần. Các ngươi, các ngươi muốn làm gì? Trương Quan Ngọc thở dài. Thực tiếc nuối, dường như Lan Tiểu Thư không có hứng thú gì đối với chuyện đi phủ của ta. Tuy nhiên ta nghĩ, chỉ cần ngươi đến quý phủ, ta sẽ cho ngươi thay đổi dự tính ban đầu, cho ngươi tình thú giạt rào. Trương Quan Ngọc vừa nói đến chữ tình thú, Lan Vân Nguyệt vừa nghe, lập tức cả người lạnh như băng. Người này, hắn cũng dám cường bạo chính mình hắn điên rồi hắn lại hoàn toàn không nhìn Lâm Minh uy hiếp, muốn bắt chính mình đến quý phủ. Hắn không sợ Lâm Minh trả thù sao? Lan Vân Nguyệt rất rõ ràng, mặc dù chính mình đã không còn quan hệ với Lâm Minh, nhưng nếu có người cường bạo chính mình, Lâm Minh tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Sau lưng Lan Vân Nguyệt đã thấm ra mồ hôi lạnh, ánh mắt của nàng liếc tới cái kéo dùng để cắt vải vóc trên quầy. "Ha ha, cô gái tuổi còn trẻ, lại xinh đẹp như vậy, cũng không nên luẩn quẩn trong lòng a." À? Trương Quan Ngọc cười vui vẻ, Trương Quan Ngọc tiến lên một bước, đang muốn ra tay, đúng lúc này, một tiếng cười sang sảng đột nhiên truyền đến từ cửa. Ha ha, đây không phải Trương công tử sao Thiên Vận thành thật đúng là nhỏ a, à, lại gặp được ở trong này. Trương Quan Ngọc nhướng mày, quay đầu nhìn lại, đã thấy một nam nhân mày rậm mỉm cười đi đến, hắn đi mỗi một bước đều tản phát ra khí thế mãnh liệt, áp bách hắn. Liêu Văn Uyên. Trương Quan Ngọc liếc mắt một cái nhận ra người này, hắn là cao thủ ngưng mạch kỳ, hơn nữa đã là ngưng mạch trung kỳ, mặc dù bốn năm người như mình cộng hết lại, cũng không là đối thủ người này. Chẳng lẽ bọn họ phái Liêu Văn Uyên đến bảo hộ Lan Vân Nguyệt? không đúng hẳn là nơi này bày cơ sở ngầm nhìn thấy chính mình xuất hiện lập tức dùng truyền âm phủ thông chi liêu văn uyên với tốc độ cao thủ ngưng mạch kỳ nhanh như vậy chạy tới không thành vấn đề chớt tiệt liêu tiên sinh hạnh ngộ trương quan ngọc ôm quyền nói hạnh ngộ hạnh ngộ liêu văn uyên cũng ôm quyền đáp lễ rồi sau đó dường như không có việc gì hỏi đối với ý tứ uy hiếp trước khi trương quan ngọc đi liêu văn uyên chỉ cười cười lờ đễnh bản thân hắn là cao thủ ngưng mạch kỳ căn bản không e ngại liên hợp thương hội, Trương Quan Ngọc có năng lực làm gì hắn. Thẳng đến khi Trương Quan Ngọc hoàn toàn rời đi, Lan Vân Nguyệt mới phun ra một hơi, đầu ngón tay của nàng còn đang nhẹ nhàng run rẩy, vừa rồi nói chính là Trương công tử chẳng lẽ là Trương Quan Ngọc. Tuy rằng đã không còn tâm tư tới Lâm Minh, nhưng Lan Vân Nguyệt vẫn như cố ý như vô tình chú ý tới tin tức về Lâm Minh, nàng rõ ràng, 4 tháng sau, Lâm Minh sẽ khiêu chiến Trương Quan Ngọc, chẳng lẽ chính là vì vậy, Trương Quan Ngọc mới xuống tay chính mình. Tuy nhiên chỉ là khiêu chiến tại sao lại thành như thế? Lan Vân Nguyệt có chút không rõ. Chẳng những Lan Vân Nguyệt không rõ, Lâm Minh cũng tuyệt đối không nghĩ tới. Trương Quan Ngọc đã cố chấp điên cuồng đến trình độ như thế. Người này hận không thể hết thảy chuyện tốt thiên hạ đều là chính mình. Địa vị, vinh quang, nữ nhân toàn bộ đều là vảy ngược của hắn. Ai uy hiếp nhúng chàm đến những thứ này, vậy chính là cái đinh, cái gai trong mắt hắn. Nếu là người bình thường, tỷ như thập hoàng tử, cho dù xem Lâm Minh là cái đinh trong mắt, cũng không dám động Lâm Minh ngược lại bên ngoài phải cười làm lành nhưng trương quan ngọc bất đồng ai uy hiếp đến hắn hắn sẽ điên cuồng trả thù lan tiểu thư không có việc gì liêu văn uyên cười cười tuy rằng biết lan vân nguyệt không còn qua lại với lâm minh nhưng liêu văn uyên cũng không khinh thường cô gái này trên thế giới này nếu có thể gặp được hai loại bầu bạn như vậy hẳn đáng giá cảm ơn một loại là khi tinh thần xa sút cô gái xinh đẹp nguyện ý cùng nhau qua những ngày gian khổ với trượng phu một loại khác lại là khi thăng quan tiến chức như diều gặp gió nam nhân thành công nguyện ý với nguyên phối cùng nhau qua những ngày bình thản gặp được hai loại bầu bạn này là cuộc đời rất may nhưng nếu không gặp được cũng đừng nên trách tội cái gì tạ ơn cảm ơn tiền bối xin hỏi cao tính đại danh tiền bối lan vân nguyệt cắn môi nói rồi sau đó thì lễ thật sâu không hề nghi ngờ nam nhân này là vì bảo hộ chính mình tới bảo hộ chính mình là một cao thủ như vậy tự nhiên có quan hệ nào đó với lâm minh lan tiểu thư không cần khách sáo ta tính thưa thớt danh lưu văn uyên bảo ta liêu tiên sinh là được đại ân liêu tiền bối tiểu nữ suốt đời khó quên ha ha không cần cảm tạ ta ta cũng phụng mệnh làm việc thôi lan vân nguyệt do so dự một chút vẫn còn không kìm nổi hỏi xin hỏi liêu tiền bối với lâm đại nhân liêu văn uyên nghe được lan vân nguyệt nói như vậy không kìm nổi nở nụ cười lâm đại nhân ha ha lan tiểu thư ngươi kêu như vậy khiến ta không kịp phản ứng a là nói lâm minh sao lan vân nguyệt có chút xấu hổ gật đầu hiện giờ nàng chỉ là bình dân mà Liêu Văn Uyên trước mắt chỉ sợ là cao thủ Ngưng Mạch Kỳ, chính là phong tước quý tộc, nàng về tình về lý đều nên kêu một tiếng đại nhân, mà Lâm Minh địa vị chuẩn đệ tử Hạch Tâm Thất Huyền Võ Phủ, so với Liêu Văn Uyên còn cao hơn, cộng thêm Lâm Minh đã không có quan hệ gì với nàng, cho nên nàng ở trước mặt Liêu Văn Uyên xưng hô Lâm Minh cũng phải có thêm hai chữ đại nhân. Ta do điện hạ phái tới, tuy nhiên lúc trước Lâm huynh cũng chiếu cố qua ta, hiện giờ thân phận Lan tiểu thư mẫn cảm, ngươi muốn có ngày bình tĩnh, chỉ sợ không có khả năng như vậy thế nào ngươi theo ta về phủ thái tử sẽ bảo hộ ngươi bình an dễ hơn như thế sẽ không sẽ phát sinh chuyện như hôm nay lan vân nguyệt cắn môi chỉ đành gật đầu dưới loại tình huống này nàng căn bản không còn lựa chọn vì thế cứ như vậy lan vân nguyệt đi tới thái tử phủ nhưng nàng hết sức lo sợ chính là thái tử dương lâm nhưng lại tự mình gặp nàng đồng thời lễ phép hỏi thăm một ít tình huống của nàng rồi sau đó lan vân nguyệt bị an bài đến thái tử phủ trong một phòng lịch sự tao nhã có một nha hoàn chuyên môn phụ trách chiếu cố ăn uống cho Lan Vân Nguyệt bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Trong phòng này có tàng thư các phong phú, có thi họa văn chương, cung cấp cho chủ nhân luyện tập thư pháp hội họa, có phòng luyện công, cung cấp cho chủ nhân tập võ. Khi Lan Vân Nguyệt đi tới này chỗ này, tâm tình của nàng cực kỳ phức tạp, nàng không nghĩ tới mấy tháng này lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Cuối cùng nàng quỷ thần xui khiến đi vào thái tử phủ, minh văn sư khách tọa ở minh văn sư công hội, thường thường là căn cứ theo minh văn phủ khách nhân yêu cầu làm theo mỗi một khách nhân yêu cầu khác nhau có chút chỉ là yêu cầu vẽ minh văn phù còn có chút lại là yêu cầu chữa trị hoàn thiện bảo khí mỗi ngày lâm minh đều có thể tiếp xúc đến các loại tài liệu kỳ lạ cổ quái đối mặt với đủ loại yêu cầu kiểu dáng trong quá trình vẽ lâm minh càng thêm hoàn thiện đối với các loại tài liệu cùng công dụng lý luận trong trí nhớ cũng bị lâm minh thông hiểu đạo lý không ngừng cùng lúc đó linh hồn lực của hắn cũng tăng trưởng trên diện rộng thái nhất linh hồn quyết vận dụng càng thêm thuần thục thậm chí ngay cả hỗn độn chân nguyên quyết tu luyện cũng không hạ xuống, thường xuyên bước chính mình đến trạng thái cực hạn, rồi sau đó tiến vào không linh võ ý, bằng vào chân nguyên thạch khôi phục chân nguyên. Cảnh giới này khiến hỗn độn chân nguyên quyết của Lâm Minh vững bước đi, tiếp tục như vậy, đạt tới tầng thứ hai tiểu thành cũng chỉ là vấn đề thời gian. Liên tục vẽ ba ngày, thanh danh Lâm Minh lan truyền lớn, Thiên Vận Thành càng ngày càng nhiều võ giả biết Minh Văn sư công hội mới có Minh Văn sư khách tọa mới, tuổi còn trẻ nhưng trình độ minh văn thuật đã gần bằng tiêu chuẩn minh văn sư đỉnh cao của thiên vận quốc mà lâm minh vẽ dấu hiệu ngọn lửa trên minh văn phù cũng thành một phẩm bài chạm tay có thể bỏng một kiện bảo khí nếu có lạc ấn dấu hiệu ngọn lửa như vậy giá trị của nó sẽ đột nhiên tăng một mảng lớn đối với võ giả mà nói một thanh bảo khí xuất từ danh gia giống như áo khoác ra điều vậy để người ta yêu thích không buông tay oa wow, tĩnh vân tỷ tỷ nhân giai trung phẩm bảo kiếm nha ở thất huyền võ phủ mộ dung tử nhìn thấy bảo kiếm của bạch tĩnh vân Ánh mắt tỏa ánh sáng nói: ở Thiên Vận Quốc, bảo khí nhân gia trung phẩm vẫn rất quý báu, rất nhiều võ giả ngưng mạch kỳ cũng không có bảo khí nhân gia trung phẩm. Mà Mộ Dung Tử cùng Bạch Tĩnh Vân đều là võ giả dịch cân kỳ. Đối với võ giả dịch cân kỳ mà nói, bảo khí nhân gia hạ phẩm đã đủ dùng, trung phẩm thật sự quá xa xỉ. Ân, là Hoắc La Quốc Ngọc Liên đại sư tạo ra đi ra, làm mũi nhọn không đến một năm, đại bá của ta đưa ta. Mộ Dung Tử nói: thì ra là như vậy a, à, hi hi có đại bá như vậy cũng thật tốt chật chật thanh kiếm này chỉ sự phải hai vạn lượng vàng đại khái đi tuy nhiên chút tiền ấy đối với gia tộc mộ dung các ngươi mà nói chỉ là mưa bụi ha ha nếu muội muội muốn một thanh nhân giai trung phẩm bảo kiếm còn không phải rất dễ dàng sao thôi đi gia tộc bọn ta nào có xa hoa như vậy hơn nữa lão cha ta căn bản là quỷ hẹp hòi trừ phi ta tiến vào 10 hạng đầu bài danh thạch mới cho mua 10 hạng đầu a tương lai trong vòng một năm không có hy vọng bạch tĩnh vân cười cười nói, ngươi chỉ cần chịu cố gắng, với thiên phú của ngươi, rất dễ dàng. Ai, chỉ mong đi. Tuy nhiên Tĩnh Vân tỷ tỷ, như thế nào trước kia không thấy ngươi xuất ra thanh kiếm này? Bạch Tĩnh Vân cười nói, bởi vì lúc trước không có minh văn thích hợp, cho nên mới luôn không lấy ra dùng, lần này ta nghe nói minh văn sư khách tọa mới tới minh văn sư công hội, tuổi còn trẻ, nhưng trình độ minh văn thuật đã đang phong tạo cực, người này có minh văn phù thích hợp thuộc tính của ta, cho nên ta muốn mang theo kiếm đi minh văn sư công hội nhìn xem. Bạch Tĩnh Vân vừa nói, một bên kiểm kê tài liệu, những tài liệu này đã chuẩn bị rất sớm nhưng vẫn không có chỗ để dùng. Mộ Dung Tử ngạc nhiên nói, tuổi còn trẻ, trình độ minh văn thuật đã đang phong tạo cực hắn rốt cuộc bao nhiêu tuổi vậy. Nghe nói không đến 20 tuổi, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Ngoạ tào ra châu thổi lên trời rồi, những lời bịa đặt này càng nói càng thái quá. Ta cũng không tin một minh văn sư 20 tuổi có thể có trình độ cao bao nhiêu. Ta thấy, minh văn sư khách tọa này hoặc là lão già, chỉ là bộ dạng trẻ tuổi hoặc là không có trình độ mà chỉ do người khác thổi phồng lên bạch tĩnh vân cười nói a tử lúc trước thời điểm lâm minh xuất hiện ngươi cũng khinh thường người ta hiện tại thế nào lâm minh sắp thành đệ tử hạch tâm ngươi a chính là tâm ghen tị quá mạnh mẽ không muốn nhìn thấy người bằng tuổi tốt hơn chính mình đi 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 ai ghen tị a hiện tại bản tiểu thư đã bắt đầu cố gắng tĩnh vân tỉ tỉ ngươi cứ chờ xem cho dù tương lai ta kém tên lâm gia súc kia đại tái vạn sát trận 3 tháng sau ta cũng sẽ không bại bởi hắn, nếu hắn thật sự vào 10 hạng đầu, ta cũng phải tiến 10 hạng đầu, cho các ngươi nhìn xem. Ha ha, vừa rồi là ai nói trong vòng một năm cũng chưa hy vọng tiến 10 hạng đầu. Bạch Tĩnh Vân tự cười như không cười hỏi, cái kia, đó là bởi vì, ách, mộ dung tử mặt đỏ lên, không lời nào để nói. Bạch Tĩnh Vân cười nói, được rồi, không đùa ngươi nữa, ngươi muốn theo giúp ta cùng đi minh văn sư công hội hay không? Ta lười đi, loại sự tình này vừa nghe chính là lời đồn đi cũng vô ích còn không bằng ngươi đi tìm gia gia của vũ hàm ra tay gia gia của vũ hàm là minh văn sư tốt nhất thiên vận thành rồi chứ hắn ra tay còn không một phải một chút liền xong sao bạch tĩnh vân nói ân tốt minh văn sư công hội mộ dung tử rất xa thấy được minh văn sư ở đại sảnh nói chuyện với với khách nhân lập tức mừng rỡ chạy lên vũ hàm đã lâu không thấy có nhớ ta hay không mộ dung tử kêu lên từ xa gì là các ngươi thật sự đã lâu không thấy đâu uông vũ hàm mộ dung tử cùng bạch tĩnh vân ba cô gái tuổi sấp xỉ thân phận địa vị gần nhau đồng dạng thiên tư xuất chúng ở thiên vận thành ngoài tần hạnh hiên ra chính là ba cô gái được chú ý nhất ba cô gái đã nhận thức nhau từ nhỏ là bạn thân trong khuê phòng tuy nhiên về sau mộ dung tử cùng bạch tĩnh vân đi thất huyền võ phủ mà uông vũ hàm lại thích minh văn thuật đối với chiến đấu không có hứng thú buông tha cơ hội tiến vào thất huyền võ phủ vũ hàm hôm nay sao ngươi chưa học tập cùng ra ra chạy đến đại sảnh tiếp đón khách nhân bạch tĩnh vân hỏi đúng rồi minh văn sư công hội các ngươi không phải mới có một minh văn sư khách tọa rất lợi hại sao hôm nay hắn có ở đây hay không uông vũ hàm thoáng sửng sốt ngay sau đó hiểu được còn có không ít người không biết minh văn sư khách tọa này là lâm minh nếu không mộ dung tử cùng bạch tĩnh vân làm đệ tử thất huyền võ phủ như thế nào lại không biết lâm minh trên mặt nàng mang theo một tia ý cười trêu đùa nói ở a hiện tại ta là trợ thủ hắn cho nên mới tiếp đón khách nhân ở đại sảnh oa wow, cô gái thiên tài minh văn thuật uông đại tiểu thư tự mình làm trợ thủ a thật là khó lường ta nhất định phải nhận thức người này mộ dung tử khoa trường nói uông vũ hàm vẫn như cũ cười nói đi theo hắn làm trợ thủ ta có thể học được không ít thứ ngươi hiện tại muốn gặp sao ha ha muốn gặp lúc này bạch tĩnh vân ngắt lời nói hôm nay ta chạy đến nơi này là có chuyện cầu vị minh văn sư khách tọa này nàng vừa nói một bên rút ra trường kiếm bảo khí nhân giai trung phẩm. Lần này đến, là cầu một tấm minh văn phù thủy thuộc tính, không biết vị minh văn sư tiên sinh kia có thời gian không. Uông Vũ Hàm che miệng cười khẽ, nói, có thời gian, hắn vừa mới khôi phục, ta mang các người qua, phòng của Lâm Minh nằm ngay một bên đại sảnh. Uông Vũ Hàm mang theo hai cô gái đi vài bước liền tới, đẩy cửa ra, Lâm Minh vừa mới từ trạng thái không linh võ ý rời khỏi. Chân nguyên cùng linh hồn lực còn chưa khôi phục đến trạng thái tốt nhất, nghe được có người tiến vào, Lâm Minh ngồi xuống nói. Viết yêu cầu lên giấy, tài liệu cùng bảo khí đưa xuống, các ngươi có thể đi ra ngoài. Sau khi Minh Văn chấm dứt tự sẽ có người kêu các ngươi, trong lúc này, các ngươi không được tiến vào. Lâm Minh nói xong một câu, nhưng không có nhận được đáp lại. hàn khẽ nhíu mày, chậm rãi mở mắt, đập vào mắt là mộ dung tử cùng Bạch Tĩnh Vân trợn trừng mắt. Còn có ung vũ hàm tràn đầy ý cười trên gương mặt xinh đẹp. Ân là các ngươi. Lâm Minh tự nhiên nhận ra song kiêu thất huyền võ phủ. Phải là ngươi ngươi chính là minh văn sư khách tọa kia dường như mộ dung tử không biết lâm minh một đôi mắt đẹp chừng như hai quả trứng cút nhìn chằm chằm lâm minh mặt không thèm nháy mắt đúng vậy là ta đây từ sau khi lâm minh có được địa vị cùng lực ảnh hưởng hắn không muốn giấu giếm thân phận minh văn sư nữa ngươi ngươi mộ dung tử nói chuyện cũng không lưu loát tuy rằng nghe nói qua minh văn sư mới tới tuổi rất nhỏ nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới người này lại chính là lâm minh nói đùa sao thực lực ngươi lợi hại đã đành ngươi lĩnh ngộ võ ý tỷ tỷ cũng không phản đối ngươi ngộ tính yêu nghiệt ta coi như ngươi là gia súc nhưng ngoạ tào ngươi còn là minh văn đại sư ngoạ tào cũng quá đà kích người còn có để cho tỷ tỷ sống không đây là nói đùa đi đúng không vũ hàm có phải ngươi liên hợp tên này đùa tỷ tỷ vui vẻ hay không được rồi ta thừa nhận chiêu này rất có sáng ý tuy nhiên sẽ không phải sự thật chứ mộ dung tử nhìn thấy khuôn mặt lâm minh trang trọng quả thực không thể chấp nhận uông vũ hàm nhún vai nói Ta đùa ngươi vui vẻ thật ra có thể, ngươi cảm thấy Lâm Minh sẽ phối hợp ta đùa ngươi vui vẻ sao?" Nhãn Châu mộ dung tử xoay động, "Đúng vậy, Lâm Minh trừ bỏ tu luyện ra cái cũng không thông, tình ái mảy may cũng không có. Nếu không đã sớm chơi vô số nữ nhân, như thế nào có thể liên hợp ung vũ hàm đùa với chính mình? Ngươi, khi nào ngươi học được minh văn thuật?" 12 tuổi đi, Lâm Minh bịa chuyện, "12 tuổi ta gặp một sư phụ, học sư phụ ta." Lâm Minh miêu tả khinh đạm, nhưng loại khẩu khí này lại khiến Mộ Dung Tử khó chịu cực độ. Cái này giống như một người nghèo hỏi một thân gia siêu cấp phú ông trăm vạn hoàng kim, hỏi hắn khi nào thì kiếm được nhiều tiền như vậy. Kết quả phú ông nói: "Hồi trẻ tùy tiện kiếm là có." Loại khẩu khí không sao cả này khiến Mộ Dung Tử có loại xúc động muốn đánh người. Đương nhiên, nếu chính mình đánh nhau với hắn còn không phải thiệt sao, Mộ Dung Tử đành phải thôi. Lúc này Bạch Tĩnh Vân cũng mới hòa hoãn thần sắc lại, nàng có chút mất tự nhiên cười cười, nói: "Thật sự là không nghĩ tới, mỗi lần ta nghĩ đến chính mình đã vô cùng xem trọng lâm sư đệ. Nhưng kết quả lại phát hiện vẫn xem nhẹ lâm sư đệ, minh văn thuật này, lâm sư đệ chỉ học được 3 năm đã đến đại sư tiêu chuẩn. Lâm Minh nói, đại sư không dám nhận, tuy nhiên một ít minh văn phù giản dị ta còn có thể vẽ ra được, đây đều là công lao sư phụ ta, ha ha, Bạch Tĩnh Vân cười gượng hai tiếng. Một ít minh văn phù giản dị nàng nghe nói lúc trước Lâm Minh vẽ hàn băng thủ hộ dán trên áo giáp trực tiếp giúp áo giáp thay đổi màu sắc, cái này cũng kêu là minh văn phù giản dị sao ba năm trở thành minh văn đại sư bạch tĩnh vân cũng chỉ có thể quy kết đến ngộ tính yêu nghiệt của lâm minh có thể lĩnh ngộ phấn thân toái cốt quyền khâu trọn vẹn cao tới bảy thành ở trong vòng ba năm trở thành đại sư minh văn thuật cái này miễn cưỡng có thể để người ta chịu được tuy nhiên lâm minh có thể trở thành minh văn sư chẳng lẽ thiên phú linh hồn hắn so với thiên phú tập võ xuất chúng rất nhiều hai vị hôm nay đến có chuyện gì sao lâm minh lên tiếng hỏi hiện tại hắn rất ít thời gian nên cũng không muốn lãng phí nga là có việc lúc này bạch tĩnh vân mới kịp phản ứng rút ra bảo kiếm đưa cho lâm minh bảo kiếm dài hơn ba thước thân kiếm sáng trắng như tuyết hơn nữa cực kỳ mềm mại có thể dễ dàng quấn quanh thắt lưng ở bên trên kiếm có văn tự triện thể viết thành hai chữ bích thủy kiếm tốt lâm minh tán thưởng hắn vừa mới dùng linh hồn tra xét bích thủy kiếm phát hiện kết cấu trận văn trong đó phi thường tinh diệu chỉ sợ thanh kiếm này dù ở trong bảo khí nhân giai trung phẩm cũng là thượng đẳng bạch tĩnh vân nói lâm sư đệ nếu muốn khắc một minh văn phù thủy thuộc tính hoặc là minh văn phù băng thuộc tính chân nguyên tăng phúc tốt nhất ở ba thành sáu trở lên thủy thuộc tính hoặc là băng thuộc tính ba thành sáu chỉ thế thôi sao không không còn gì bạch tĩnh vân nghe giọng điệu lâm minh miêu tả khinh đạm hiển nhiên yêu cầu này không thành vấn đề nàng nghĩ nghĩ lại nói nếu lâm sư đệ có thể làm tốt tốt nhất là tốt nhất nếu những tài liệu này không đủ thì ta còn có thể đưa thêm lâm minh liếc mắt tài liệu trên bàn một cái tuy rằng những tài liệu này quý báu nhưng với hắn mà nói không có gì để dùng chỉ có thể đổi điểm số mà thôi mà cho dù đổi được nhiều điểm số có chút tài liệu cũng không có khả năng mua được bởi vì minh văn sư công hội cũng không có nhớ tới tính toán lúc trước trong lòng lâm minh có quyết định không bằng lần này chính mình vận dụng sở học nhìn lại xem có thể vẽ ra một tấm minh văn phù kinh động cao thủ hậu thiên hay không kể từ đó Hấp dẫn cao thủ hậu thiên cả nước chú ý, cùng nhau đến trợ giúp hắn tìm kiếm những tài liệu quý hiếm. Nghĩ đến đây, Lâm Minh nói, "Một lạng tinh diệu thạch, nếu Tĩnh Vân sư tỷ có thể tìm được một lạng tinh diệu thạch, như vậy ta tự ra tài liệu, hiện tại ta có thể vẽ ra minh văn phù cao cấp nhất, cam đoan để Tĩnh Vân sư tỷ vừa lòng, một lạng tinh diệu thạch." Bạch Tĩnh vẫn còn chưa nói nói, Mộ Dung Tử lại kêu lên, "Ngươi, ngươi cũng quá đen tối, một lạng tinh diệu thạch giá trị 15 vạn lượng vàng trở lên." hơn nữa ở thiên vận quốc rất khó tìm được, chân chính muốn mua, 15 vạn lượng vàng cũng không đủ đâu. Tinh diệu thạch, chẳng những có thể dùng cho minh văn, cũng có thể dùng cho luyện khí, là một loại tài liệu cực kỳ quý báu. Lâm Minh nói, ta cũng vậy cần chân nguyên càng thêm dày đặc, đề cao trình độ minh văn thuật mới có thể miễn cưỡng chống đỡ loại minh văn phù này, ta làm có phiêu lưu thất bại. Hơn nữa tài liệu dùng đến giá trị cũng sẽ không thấp hơn 6, 7 ngàn lượng vàng, ta có thể cam đoan, chỉ cần thành công, tuyệt đối có giá trị nếu không phải tinh diệu thạch ngay cả minh văn sư công hội cũng không có, thật sự khó tìm, ta cũng sẽ không đưa ra yêu cầu này. Này, Bạch Tĩnh Vân cắn chặt răng, nói, được rồi, đại bá ta ở Hoác La Quốc có thế lực nhất định, có lẽ có thể mua được, ta đáp ứng ngươi. Địa vị Bạch Tĩnh Vân ở Bạch Gia cao cả, 15 vạn lượng vàng tuy rằng không phải số lượng nhỏ, nhưng ngẫu nhiên một lần, nàng vẫn có thể dùng đến. Sau đó, Lâm Minh mới bắt đầu chính thức vẽ, hôm nay hắn phải vẽ, là bản hàn băng toái phiến đầy đủ độ khó của hàn băng toái phiến tương đương với hàn băng thủ hộ nếu không phải mấy ngày nay trình độ minh văn thuật của lâm minh tăng tiến vùn vụt thì hắn cũng không dám cam đoan mình vẽ thành công hàn tinh thạch dập nát gia nhập nhất nguyên trọng thủy điều hòa lọc cạn đi lâm minh bắt đầu phân phó ung vũ hàm xử lý tài liệu trải qua mấy ngày phối hợp ung vũ hàm và lâm minh đã hình thành một loại ăn ý đặc biệt chỉ cần lâm minh phân phó một cái ung vũ hàm sẽ nhanh chóng đem tài liệu xử lý hoàn mỹ tới chỉ thấy 10 ngón tay mảnh khảnh của ung vũ hàm vũ động từng phần tài liệu được nàng cấp tốc xử lý xong mà lâm minh cũng nghiêm túc lấy ra một phần tài liệu trực tiếp vận chuyển thái nhất linh hồn quyết bắt đầu vẽ lại một cái minh phù hiện ra trên không trung chúng có lớn như vầng trăng có nhỏ như chân trâu từng cái ánh lên ánh sáng mộng ảo giống như có sinh mệnh hít thở có quy luật lâm minh vẽ minh phù xác suất thành công rất cao ngay từ đầu gần như không có thất bại mà càng về sau theo linh hồn lực và chân nguyên lâm minh tiêu hao mất lượng lớn cho nên thỉnh thoảng có minh phù lóe sáng sau đó vỡ nát hóa thành từng điểm sáng, xoay tròn trên không trung, giống như đom đóm đầy trời trong đêm. Dưới ánh hư ảnh xinh đẹp này, vẻ mặt Lâm Minh chuyên chú vô cùng, ánh mắt đen như bảo thạch thủy trung tập trung trên Minh Văn Phù Huyễn Lệ, đúng là cảm giác khiến cho người ta trầm mê trong nháy mắt. Trong lòng Ung Vũ Hàm hơi nhảy lên, nàng ở một bên lặng lẽ nhìn Lâm Minh, nhìn hình dáng góc cạnh dưới ánh hào quang kia, trong lúc nhất thời hai má ửng đỏ, nàng luôn luôn cảm thấy trong lúc lâm minh chuyên chú vào minh văn thuật chính là khoảnh khắc hấp dẫn nhất của hắn mà cũng chỉ có lúc này, Uông Vũ Hàm không cần phải lo lắng bị Lâm Minh phát hiện, có thể ở một bên vụng trộm ngắm nhìn khuôn mặt Lâm Minh. Tình cảnh như vậy diễn ra một lúc lâu, mãi tận khi mặt trời lặn xuống Đại Chu Sơn, phòng minh văn dần dần trở nên tối hẳn. Lúc này, những ánh sáng minh văn phù kia phát ra càng thêm mê người hơn, tấm minh văn phù lần này Lâm Minh vẽ khá phức tạp. Hắn đã liên tục vẽ ra hơn 150 cái minh phù, ánh sáng màu lam băng tầng tầng lớp lớp lại đan thành một bức họa tuyệt vời, giống như ánh sao phủ đầy màn đêm đây là cảnh tượng chưa bao giờ xuất hiện trong trường phái minh văn thuật của thiên vận quốc ngay cả mộ dung tử ngày thường có chút vô tâm khi nhìn thấy những ánh sáng này cũng vô tình bị trầm mê trong đó đúng là quá đẹp lại một khắc sau lâm minh đã gần tới cực hạn hắn cắn chặt răng sau khi vẽ ra một cái minh văn phủ hai tay hợp lại vô số ánh sáng màu lam trong nháy mắt dung hợp với nhau đan thành một mảng sáng lam huyền ảo lâm minh trực tiếp lấy bạch tĩnh vân bích thủy kiếm ra tay bóp một cái minh văn phù hình ngọn lửa băng màu lam kia liền đính lên trên thân bích thủy kiếm trắng như tuyết theo tiếng xì xì từ trên ngọn lửa màu lam trên bích thủy kiếm lấy nó làm trung tâm nhanh chóng lan ra ngoài trong khoảnh khắc đã bao phủ cả thanh kiếm sau khi nghe được tiếng hàn khí ngưng kết lại thân kiếm đột nhiên đông lại thành một tầng xương lạnh thanh kiếm này dường như cắn nuốt tất cả nhiệt lượng xung quanh trong lúc nhất thời nhiệt độ trong minh văn phòng đột nhiên giảm mấy độ mộ dung tử trơ mắt nhìn tầng xương lạnh trên thanh kiếm càng lúc càng dày ánh mắt xinh đẹp mở ra tròn xoe đây là bạch tĩnh vân nuốt một ngụm nước miếng ánh mắt sáng quắc nhìn chuôi bích thủy kiếm này nhưng mà vẫn còn do dự không ra tay lâm minh nghỉ ngơi một chút khôi phục được một ít chân nguyên rót vào minh văn phù tùy ý chớm ra một kiếm một đạo lam quang hình bán nguyệt mắt thường có thể thấy được từ thân kiếm phát ra như một tờ giấy mỏng khảm vào bia đá biến mất không thấy trong khoảnh khắc đó nơi bia đá bị lam quang cắt qua tạo thành một cái mặt cắt đều đặn bia đá đang muốn trượt xuống. Mà lúc này, một tầng băng lạnh đột nhiên ngưng tụ trên đó, khiến cho bia đá vẫn duy trì nguyên dạng. Minh Văn Kỹ, Uông Vũ Hàm nhìn thấy đạo lam quang này, sợ hãi kêu lên. Minh Văn Kỹ là kỹ năng mà Minh Văn Sư thông qua trận pháp trong Minh Văn Phù biến đổi chân nguyên lưu động trong bảo khí. Đem chân nguyên chung quanh ngưng tụ thành kỹ năng giống như võ kỹ dùng để đả thương địch thủ. Cái này tương đương với việc võ giả có được một võ kỹ mới. Trong lưu phái Minh Văn của Thiên Vận Quốc, Minh Văn Kỹ trên cơ bản đã thất truyền thậm chí minh văn sư những quốc gia phụ cận cũng không có chỉ có một ít minh văn tông sư của hoác la quốc mới có thể thông hiểu nghĩ đến đây hô hấp của ung vũ hàm không khỏi trở nên rồn rập đối với người si mê minh văn thuật như ung vũ hàm mà nói không có gì so với sự việc phát sinh trước mặt được ghi trong điển tịch làm nàng kích động đến vậy lúc lâm minh lần đầu vẽ cường lực phù cũng thêm vào một loại minh văn kỹ tên là cùng bạo nhất kích khi võ giả dồn hết chân nguyên vào trong vũ khí trận pháp trong minh văn phù sẽ hấp thu chân nguyên cũng đem nén ép đến mức tận cùng, rồi sau đó trong nháy mắt bột phát ra, trong lúc công kích gần đối thủ sẽ tạo thành sát thương cường đại. Lúc trước, Thiết Phong chính là dựa vào minh văn kỹ này mà đánh bại đối thủ của mình là Lý Kỳ trên thập lý giáo tràng, khiến cho một số người chú ý, trong đó có Mộc Dịch, mà Trung Quy cũng bởi vì vậy mà Lâm Minh kết bạn với Mộc Dịch. Tuy nhiên minh văn kỹ cấp thấp cùng bạo nhất kích này chỉ tương đương với võ kỹ nhân giai hạ phẩm mà thôi. Giá trị không quá lớn, dù sao phí tổn một tấm cường lực phù lúc trước lâm minh vẽ cũng chỉ tốn 100 lượng vàng cùng bạo nhất kích đến tay thiết phong có thể tạo được hiệu quả chuyển bại thành thắng bởi vì là thiết phong từ nhỏ đã đi tòng quân gia cảnh bần hàn căn bản không thể học được công pháp và võ kỹ chính quy cho nên một bộ võ kỹ nhân giai hạ đối với hắn mà nói đã rất quý giá rồi có thể khiến cho sức chiến đấu của hắn tăng lên một bậc bởi vậy mục dịch thu mua minh văn phù do lâm minh chế tạo là ba lượng cũng không phải là thấp nói trắng ra là minh văn kỹ cùng bạo nhất kích kia giống như những người thiết phong chưa học qua võ kỹ chính quy căn bản không mua được mà như những kẻ có tiền như bạch tĩnh vân mộ dung tử lại căn bản không cần mà minh văn kỹ hàn băng toái phiến thêm vào này lại khác minh văn kỹ này tương đương với võ kỹ nhân giai trung phẩm hơn nữa còn là loại cực phẩm trong đó minh văn kỹ này tên gọi là gì thanh âm ung vũ hàm có chút kích động hàn băng chảm tĩnh vân sư tỷ có thể cảm thụ một chút chỉ cần rót chân nguyên vào trong minh văn phù là có thể phát động lâm minh nói xong đem bích thủy kiếm đưa cho bạch tĩnh vân bạch tĩnh vân hít sâu một hơi thật cẩn thận tiếp nhận bích thủy kiếm binh khí vừa vào tay bạch tĩnh vân lập tức cảm nhận được một dòng khí mát lạnh theo bàn tay truyền vào trong cơ thể giống như một loại cảm giác huyết mạch tương liên thoáng vận chuyển chân nguyên chân nguyên lập tức rót vào trong bích thủy kiếm toàn bộ quá trình không chút hao tổn thống suốt vô cùng chân nguyên được tăng phúc ít nhất bốn thành trở lên trong lòng bạch tĩnh vân kinh hãi theo nàng biết cho dù là ung toàn cơ chỉ sợ cũng chỉ đạt tới được trình độ này hơn nữa trên thân kiếm này còn có minh văn kỹ bạch tĩnh vân dựa theo lời lâm minh đem chân nguyên tập trung rót vào trong minh văn phủ nàng cảm giác chân nguyên của mình được thông qua một quá trình chuyển hóa kỳ diệu thành hàn băng khí theo nàng chân nguyên không ngừng rót vào hàn khí ẩn chứa trong bích thủy kiếm càng ngày càng khủng bố dần dần bích thủy kiếm phát ra tiếng ngâm ô ô thân kiếm cũng run lên kịch liệt bạch tĩnh vân không chút nghi ngờ chỉ cần nàng chớm ra một kiếm chỉ sợ sẽ bổ tan cả gian phòng minh văn này hàn băng chảm này so với hai loại võ kỹ nhân giai trung phẩm mà ta lựa chọn ở trong tàng thư các của thất huyền võ phủ còn mạnh hơn tuy rằng bạch tĩnh vân không vung kiếm nhưng lại cho ra kết luận như vậy nghe bạch tĩnh vân đánh giá như vậy ngay cả ung vũ hàm đã sớm chuẩn bị tâm lý cũng vô cùng kinh ngạc nên biết rằng tàng thư trong thất huyền võ phủ chính là nơi có thể tìm được công pháp tốt nhất trong thiên vận quốc phần lớn võ giả thiên vận quốc căn bản không thể vào được thất huyền võ phủ hoặc là vào thất huyền võ phủ nhưng mà không tiến vào thiên tri phủ không thể chọn lựa được võ kỹ nhân giai trung phẩm cho dù vào được thiên tri phủ muốn được chọn võ kỹ nhân giai trung phẩm nhưng chịu hạn chế của xếp hạng cũng chỉ có thể chọn lựa võ kỹ nhân giai trung phẩm ít người lưu ý bạch tĩnh vân xếp hạng 22, võ kỹ nàng chọn cũng coi như không tồi nhưng dù vậy cũng không bằng được hàn băng chảm uông vũ hàm làm sao lại không kinh hãi cơ chứ vừa nghĩ cũng biết một khi loại minh văn phù này truyền tới tay võ giả thiên vận quốc tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Chỉ sợ sẽ có lượng lớn võ giả ngưng mạch thậm chí có cả võ giả hậu thiên tới cửa xin một tấm minh văn phù. Uông Vũ Hàm phỏng đoán, minh văn phù này cho dù bán với giá 2 vạn 2, thậm chí 3 vạn lượng vàng thì cung cũng sẽ không đủ cầu. Minh văn phù tăng phúc bốn thành, có minh văn đỉnh cấp như thế, ở trong thiên vận thành có thể nói là tuyệt phẩm. Cho dù Uông Toàn Cơ cũng không có biện pháp vẽ được, bởi vì minh văn kỹ ở trong lưu phái thiên vận quốc đã thất truyền. Nếu là minh văn kỹ cấp thấp, bình thường võ giả ngưng mạch kỳ đều coi mà chướng mắt bởi vì bọn họ có võ kỹ rất cao cấp minh văn kỹ đối với bọn họ nhìn chung khá yếu nhưng khi biết đây là minh văn kỹ tương đương với võ kỹ nhân giai trung phẩm đỉnh cấp bọn họ lại đỏ mắt thiên vận quốc có không ít võ giả nhưng không có võ kỹ nhân giai trung phẩm cho dù có cũng không có loại võ kỹ đỉnh cấp huống chi chẳng ai không hy vọng mình có thêm mấy bộ võ kỹ lúc đối địch một chiêu bị đối phương nhìn thấu thì cũng có chiêu thứ hai Tuy nhiên khiến cho tin tức này trở nên bùng nổ không phải là bản thân Minh Văn Phù mà là người vẽ Minh Văn Phù, không ngờ chính là Lâm Minh. Thiên tài trăm năm khó gặp của thất huyền võ phủ, hiện giờ chính là ngôi sáng sáng nhất thiên vận quốc. Chẳng những lĩnh ngộ võ ý hơn nữa ngộ tính còn siêu cao, đồng thời còn là một tông sư Minh Văn thuật vẽ được Minh Văn Phù cực phẩm và Minh Văn kỹ đỉnh cấp. Mà với tuổi của hắn chỉ mấy tháng nữa mới được 16 tuổi. Điều này cũng có thể sao? Đối với người hâm mộ Lâm Minh cuồng nhiệt, chỉ cần chuyện phát sinh trên người lâm minh thì không có gì là không có khả năng minh văn thuật đúng là khó nhưng mà ngộ tính lâm minh yêu nghiệt cỡ nào cho nên 15 tuổi trở thành tông sư minh văn thuật tuy rằng cũng là kỳ tích kinh thế hãi tục nhưng mà cũng không phải không thể giải thích nhưng mà đối với một ít người có lý giải về minh văn thuật nhất là đối với một ít minh văn sư lại không muốn tin tưởng dù sao minh văn thuật cũng cần phải có thời gian tích lũy chỉ riêng ngộ tính còn không đủ nhưng mà hai ngày sau minh văn thuật công hội lại đưa ra xác nhận khẳng định lời đồn đại này là thật. Ngay ngày hôm sau, phía chính phủ Thiên Vận Thành công bố tin tức đệ tử Thiên Chi phủ của Thất Huyền Võ phủ, Lâm Minh, cũng là Minh Văn sư khách tọa của Minh Văn sư công hội, dùng Minh Văn phủ mang Minh Văn kỹ cực phẩm đổi lấy tài liệu quý hiếm, đồng thời cũng liệt ra tài liệu Lâm Minh thu mua. Thông báo bình thường chính phủ thường dùng cho quan lại, rất ít khi có tin tức liên quan tới chuyện bên ngoài. Rất ít quan phủ bên ngoài viết ra chuyện liên quan tới Lâm Minh, vì muốn trợ giúp lâm minh nhanh chóng thu thập đủ tài liệu chuyện như thế không người nào không tin đối với võ giả ngưng mạch kỳ mà nói thì một thanh bảo khí nhân giai trung phẩm chứa đựng minh văn phù cực phẩm có thể khiến cho sức chiến đấu của hắn đề thăng một mảng lớn bảo khí trung phẩm như vậy một khi dồn toàn bộ chân nguyên vào thậm chí có thể chặt đứt bảo khí hạ phẩm của đối thủ mà một khi không còn vũ khí vậy còn đánh thế nào bảo khí nhân giai trung phẩm thường thì chỉ cần chuẩn bị hai vạn lượng vàng lại mất một phen công phu là có thể mua được nhưng mà bảo khí trung phẩm có được minh văn phù lại cực kỳ hiếm thấy nhất là nó còn tương ứng với thuộc tính của mình, vậy chỉ có thể nói là chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Vì thế một ít võ giả ngưng mạch kỳ thậm chí còn chưa có vũ khí bảo khí nhân giai trung phẩm, nhưng cũng muốn tới Minh Văn sư công hội xin một tấm minh văn phù. Rất nhanh bọn họ bắt đầu thông qua các loại quan hệ tìm kiếm các loại tài liệu được công bố trên danh sách. Võ giả có thể mua được minh văn phù cực phẩm không người nào không phải có gia sản lớn, hoặc có thực lực mạnh mẽ, hoặc xuất thân từ thế gia gia tộc có nội tình thâm hậu lực lượng hắn có được có khi còn lớn hơn cả thái tử phát động lực lượng khổng lồ như thế để tìm những tài liệu quý hiếm này hiệu quả không nói cũng có thể biết nhưng mà một số người lại có chút tiếc tiền vẫn giữ thái độ đứng xem nhưng mà rất nhanh bọn họ lại cảm thấy hối hận bởi vì tài liệu trên danh sách càng ngày càng ít mà còn lại toàn là tài liệu quý báu hơn tốt hơn tài liệu không ngừng được thu gom mỗi ngày đều dùng tài liệu cực phẩm tu luyện minh văn thuật của lâm minh càng ngày càng thành thục cộng thêm chân nguyên thạch tinh thuần không qua bao lâu minh văn thuật của lâm minh đã tôi luyện tới mức dày công so với thời điểm hắn vẽ minh văn phù đỉnh cấp hàn băng toái phiến cực kỳ miễn cưỡng thì hiện tại đã giống như ngựa quen đường cũ hơn nữa có không linh võ ý phụ trợ hỗn độn chân nguyên quyết của lâm minh cũng không hạ xuống hiện giờ hỗn độn chân nguyên quyết của hắn đã đạt tới cảnh giới tầng thứ hai tiểu thành khí huyết lực lượng cả người lại tăng trưởng lần nữa chân nguyên cũng đậm đặc hơn trước lâm minh tin tưởng hiện giờ chỉ cần cùng với lăng xâm đọ lực lượng khẳng định hắn sẽ không thất bại lại ba ngày trôi qua Tài liệu Lâm Minh còn thiếu chỉ còn vài loại, mà vài loại này toàn bộ đều là tài liệu quý báu nhất, khó tìm nhất, giống như mấu hung thú cấp 5 có giá trị xa xỉ, tới tận bây giờ vẫn chưa tìm được. Lâm Minh nhìn từng tài liệu đánh dấu trên danh sách trong lòng có cảm giác thành tựu, mà khi nhìn thấy vài loại tài liệu quý báu nhất lại có chút ưu phiền, nếu như trong thời gian ngắn mà không tìm được, vậy thì có chút phiền phức. Mà đúng lúc này, thái tử truyền tới một tấm truyền âm phù, khiến cho sắc mặt Lâm Minh trầm xuống. Lâm huynh có chuyện có thể ảnh hưởng tới tâm tình luyện võ của ngươi, vốn không muốn báo cho ngươi biết nhưng mà ta vẫn luôn lo trung quy cũng phải báo cho ngươi biết. Vài ngày trước, Trương Quan Ngọc dẫn người đi tới chỗ ở của Lan Tiểu Thư, ý đồ gây rối sau đó Lưu Tiên Sinh tới đúng lúc mới cứu được Lan Tiểu Thư. Hiện giờ ta đã an bài một chỗ an toàn cho nàng ở lại trong phủ, ta nghi ngờ lần này Trương Quan Ngọc muốn dùng Lan Tiểu Thư để đà kích võ đạo chi tâm của ngươi. Chọc giận ngươi, trong trận quyết đấu 4 tháng sau hạ độc thủ, khiến cho ngươi không thể thông qua khảo hạch của thất huyền võ phủ tên trương quan ngọc này tu luyện hợp hoan thần công môn công pháp này khiến cho dục vọng tu luyện giả càng ngày càng mạnh hơn nữa bản thân hắn điên cuồng cố chấp ta đoán rằng ngày sau hắn còn muốn gây bất lợi cho lâm huynh lâm huynh cần phải cẩn thận ở thanh tang thành ta cũng phái một ít cao thủ tới đó về phía lâm gia ta cũng đã truyền âm phù tới hy vọng có thể bảo vệ lệnh tôn an toàn truyền âm phù tới đây là hết lâm minh cau mày trương quan ngọc hắn với người này không hề quen biết tuy rằng khi tiến vào trong thất huyền võ phủ vẫn nghe đại danh tên này nhưng mà chưa từng gặp qua một lần hắn chỉ nhìn thấy lang sâm và thác khố hiển nhiên quan hệ mình với họ cũng không tồi mà trương quan ngọc lại không phải người giống như hai người bọn họ tuy rằng ta và lan vân nguyệt đã không còn liên quan cuộc sống ngày sau của nàng như thế nào gả cho ngươi nào ta cũng không quan tâm nhưng trương quan ngọc ngươi vì sao lại lợi dụng nàng đối phó ta thật là đáng chớt cho dù ngươi là đệ tử thất huyền võ phủ là tinh anh liên hợp thương hội bồi dưỡng ra ta không thể rớt ngươi nhưng ta cũng phải cho ngươi trả một cái giá thảm bại. Uông Vũ Hàm vẫn ở một bên chú ý động tĩnh Lâm Minh, thấy biểu tình âm trầm của hắn đoán ra nguyên nhân là từ tấm truyền âm phù kia, nàng do dự một chút, vẫn không kìm nổi hỏi. Lâm tiên sinh, có chuyện gì không hài lòng sao? Không phải chuyện gì lớn, lần võ hội này, thất huyền võ phủ để ta và Trương Quan Ngọc là đối thủ của nhau, Trương Quan Ngọc muốn dùng Lan Vân Nguyệt đả kích võ đạo chi tâm của ta. Hắn muốn dùng chuyện này là để 4 tháng sau khẳng định thắng ta, muốn trước khi ta trưởng thành đối phó ta để cho bị trọng thương không thể thông qua khảo hạch của thất huyền võ phủ đối với ung vũ hàm lâm minh hoàn toàn không có ý giấu giếm cái gì chuyện liên quan tới lan vân nguyệt hắn đã không còn liên quan tự nhiên không cần giấu giếm dính dáng tới lan tiểu thư chẳng lẽ lan tiểu thư chuyện giữa lâm minh và lan vân nguyệt chỉ có một ít người trong giới quý tộc mới biết được uông vũ hàm thuộc minh văn sư công hội tự nhiên cũng rõ nàng không khỏi che miệng lại nếu như lan vân nguyệt bị trương quan ngọc làm nhục vậy thật sự rất bi thảm tên trương quan ngọc này tu luyện hợp hoan thần công công pháp này nữ nhân chính là đối tượng thải bổ tuyệt đối chỉ có trăm lợi mà không có hại lâm minh lắc đầu nói liêu tiên sinh đuổi tới đúng lúc cho nên không có việc gì thật là may uông vũ hàm thở phào một hơi bàn tay nhỏ nhắn vỗ vỗ bộ ngực nói vậy bây giờ lan tiểu thư ở rất an toàn ồ vậy là tốt rồi uông vũ hàm cũng muốn hỏi lâm minh một chút chuyện tình cảm nhưng do dự một chút cảm thấy không nên đường đột như vậy suy nghĩ một hồi cũng không biết mở miệng thế nào. Mà đúng lúc này, lại có một tấm truyền âm phù nổ tung trước mặt Lâm Minh, cũng là do thái tử truyền tới. "Lâm huynh, ta có một lời khuyên, ta nghĩ vẫn phải nói ra, theo tình báo của ta, Trương Quan Ngọc tu luyện Hợp Hoan thần công có tiến bộ không ngờ, thực lực lại tăng trưởng rất nhiều, Lâm huynh nếu như không nắm chắc, tốt nhất không nên tùy tiện khiêu chiến Trương Quan Ngọc. Hợp Hoan thần công là một loại công pháp ra tay vô cùng âm độc, nếu như lưu lại ám thương, chỉ sợ lâm huynh khó có thể thông qua khảo hạch đệ tử hạch tâm của thất huyền võ phủ khảo hạch đệ tử hạch tâm chỉ cần lâm huynh 16 tuổi đạt tới dịch cân đỉnh phong cũng không cần chiến thắng trương quan ngọc trương quan ngọc rất là âm độc lúc chiến đấu không tiếc lưỡng bại câu thương lâm huynh xin hãy nghĩ lại đừng vội vàng mà hủy hoại tiền đồ của mình ngọn lửa tắt ngúm trong lòng lâm minh hừ lạnh một cái hợp hoan thần công âm độc sao không biết có âm độc bằng tuyệt mạch thủ hay không vốn ta không nghĩ tới lại đi học tuyệt mạch thủ nhanh như vậy đây là ngươi bước ta ta cũng không học không được. Rất xin lỗi ngươi, ngươi đây là muốn đánh ta trọng thương không thể thông qua khảo hạch đệ tử hạch tâm. Như vậy ta liền phế võ công và năng lực đàn ông của ngươi, cho ngươi cả đời an an ổn ổn làm thái giám, coi như làm một chuyện tốt cho nữ nhân thiên vận thành. Tên thanh niên này da trắng nõn, sắc mặt hồng nhuận, mày kiếm mắt sáng, môi anh đào, có một chút yểu điệu như nữ nhân, nhưng lại không mất vẻ tuấn giật của nam nhân. Đúng là một tên Mỹ nam tử, phối hợp với vẻ tươi cười ấm áp của hắn, Ráng vẻ của một gã công tử bột chỉ nhìn bề ngoài rất khó nhìn ra sự âm độc cố chấp của hắn cảnh giới luyện cốt sơ kỳ trong nháy mắt lâm minh đã phán đoán ra tu vi giữa hắn và trương quan ngọc không kém nhau quá xa liếc mắt một cái đã nhìn ra tu vi của đối phương trong thiên tri phủ chỉ có hai người có cảnh giới luyện cốt kỳ một là thác hổ người còn lại là trương quan ngọc chiến lực của bọn họ đặt ở bên ngoài thất huyền võ phủ so với võ giả luyện cốt đỉnh phong tuyệt đối là mạnh hơn ai nha lâm tiên sinh hân hạnh hân hạnh sau khi trương quan ngọc nhìn thấy lâm minh gập quạt lại cười tiêu xài bước tới lâm minh cười tủm tỉm nhìn trương quan ngọc diễn trò tốt cho tên trương quan ngọc ngươi so với chu viêm lại càng cực phẩm hơn chu viêm nhiều lắm chỉ hung ác một chút hỉ giận bất thường mà tên trương quan ngọc này chẳng những âm độc cố chấp hơn nữa da mặt cũng dày tới mức khiến người ta giận sôi máu không nghĩ tới thật không nghĩ tới trương quan ngọc nhấc vạt áo ngồi xuống ghế trước mặt lâm minh không nghĩ tới lâm huynh lại là tông sư minh văn Lúc ta nhận được tin tức đúng là không thể tin được nha, 15 tuổi Minh Văn tông sư, đây là khái niệm gì? Chỉ tiếc là trong thất mạch kế thừa của Thất Huyền Võ Phủ không có Minh Văn sư, nếu không chỉ bằng vào điểm này Lâm huynh cũng đã được đặc cách trở thành đệ tử hạch tâm của Thất Huyền Võ Phủ rồi." Trương Quan Ngọc vừa nói, vừa phe phẩy cây quạt, bộ dáng giống như rất thân thuộc với Lâm Minh. Lúc biết được tin tức Lâm Minh chính là Minh Văn sư, Trương Quan Ngọc cũng vô cùng khiếp sợ, tên Lâm Minh này ngộ tính khủng bố, nhanh như vậy đã học thành Minh Văn thuật tông sư điều này khiến cho hắn cảm thấy bất an nhưng mà đã đứng vị trí đối lập với lâm minh hắn cũng không thể lui bước lâm minh không nói gì nhưng mà ung vũ hàm lại giận dữ nàng ghét nhất là gặp hai loại nam nhân một loại là đùa bỡn nữ nhân một loại là mặt người dạ thú mà tên trương quan ngọc này trùng hợp đều là cả hai loại đó trương quan ngọc minh văn sư công hội không chào đón ngươi mời ngươi lập tức rời đi uông vũ hàm xuất thân quý tộc hàm dưỡng khá tốt mặc dù phẫn nộ nhưng trong lời nói lại một chút sát khí cũng không có Trương Quan Ngọc lại trực tiếp bỏ qua, hắn rất ít nổi giận với mỹ nữ, nhất là nữ nhân hắn còn chưa chinh phục được. Cười ha ha liếc Uông Vũ Hàm một cái, nói: "Uông tiểu thư người đâu mà mê người như vậy, tính tình khảng khái, ta thích, không bằng hôm nào Uông tiểu thư qua phủ ta, chúng ta cùng nhau uống trà, tâm sự cả ngày, thế nào?" Nghe Trương Quan Ngọc nói như vậy, Uông Vũ Hàm muốn giận điên lên, dưới tình huống như vậy hắn còn cười được, còn giáp mặt đùa bỡn chính mình. Lúc này, Lâm Minh lạnh lùng nói: "Trương công tử ngươi nếu không có việc gì thì rời đi cho, bốn tháng sau ta tự nhiên sẽ tới bái phỏng. Bây giờ, mời không nên cản trở công việc của ta. Ha ha Lâm Tiên Sinh, ta nghe nói Lâm Tiên Sinh đang thu tài liệu thập cực phẩm, hôm nay ta vừa vặn mang một ít tới. Trương Quan Ngọc nói xong từ trong tu di giới lấy ra một cái bình nhỏ, bình nhỏ có đựng chất lỏng màu đỏ sẫm, cực kỳ sánh dính giống như thủy ngân vậy. Mấu hung thú cấp 5. Lâm Minh ánh mắt ngừng lại, mấu hung thú cấp 5 này hắn đã tìm rất lâu, nhưng mà vẫn không có tìm được liên hợp thương hội tồn tại còn lâu hơn so với hoàng thất thiên vận quốc này quả nhiên có nội tình thâm hậu khủng bố nhanh như vậy đã tìm được ha ha lâm huynh hảo nhãn lực đúng là mấu hung thú cấp 5, hôm nay ta cũng chính vì chuyện minh văn thuật đến tìm lâm huynh trương quan ngọc nói xong lại từ trong tu di giới rút ra một thanh trường kiếm kiếm dài ba thước ba tấc đốc kiếm mộc mạc mũi kiếm ánh lên hàn quang dày đặc thân kiếm phủ kín hoa văn màu lam văn lộ giống như hàn băng vạn năm bị dạn hình thành vừa thấy đã biết là kiếm tốt lâm minh thoáng dùng linh hồn lực tra xét một chút trong lòng lập tức khiếp sợ bảo kiếm nhân giai thượng phẩm đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bảo khí nhân giai thượng phẩm chỉ sợ cũng chỉ có mộc dịch uông toàn cơ loại võ giả hậu thiên lịch duyệt thâm hậu có vũ khí là bảo khí nhân giai thượng phẩm thiên vận quốc căn bản mua không được lâm huynh quả nhiên kiến thức phi phàm đúng là bảo khí nhân giai thượng phẩm ta hy vọng có thể có thể thêm vào minh văn trên bảo khí này ta cần minh văn kỹ minh văn phù tăng phúc nam thành nếu như lâm huynh có thể làm được những tài liệu mà Lâm huynh thiếu, ta sẽ phát động liên hợp thương hội, giúp Lâm huynh tìm về, Minh Văn phù tăng phúc Nam Thành. Lâm Minh nhướng mày, nói: "Ta không làm được, phải không? Vậy thật là tiếc. Tuy nhiên, có phải những tài liệu mà Lâm huynh tìm là vì lệnh sư không có thể mời lệnh sư ra tay hay không thủ lao sao cũng được?" Trương Quan Ngọc hơi do dự một chút, phe phẩy cây quạt nói: "Lâm Minh hơi sừng sốt, lập tức hiểu tâm tư của Trương Quan Ngọc, hôm nay hắn đến chính là muốn thử sư phụ của mình. Đúng vậy, cho dù Lâm Minh có ngộ tính kinh người hơn nữa thì 16 tuổi trở thành đỉnh cấp Minh Văn Tông Sư, hắn không có khả năng mọi sự đều thông. Hơn nữa Minh Văn thuật của Lâm Minh cũng không phải thuộc lưu phái của Thiên Vận Quốc, hiển nhiên xuất phát từ nơi khác, cho nên Trương Quan Ngọc mới kiên kỵ điều này. Lâm Minh nói, vì sao ta thu thập tài liệu, ngươi không cần phải quan tâm, về phần sư phụ ta, bình thường dạo chơi tứ phương, ta cũng không nhìn thấy hắn, cho nên ngươi không cần trông mong hắn sẽ ra tay. Ồ, như vậy a à? Trương Quan Ngọc nhanh chóng xoay chuyển tâm tư, tuy rằng hắn điên cuồng như chó điên, nhưng mà chó điên cũng không điên đến nỗi đi cắn lão hổ, hắn đúng là muốn thử sư phụ Lâm Minh rốt cuộc là người ra sao. Hắn đoán, sư phụ của Lâm Minh là một võ giả hậu thiên, ít nhất thực lực tương đương với Mộc Dịch, mà người này ở trên phương diện minh văn thuật lại vượt xa Uông Toàn Cơ. Về phần tiên thiên, hắn không nghĩ tới, võ giả tiên thiên đều là tồn tại trong truyền thuyết, đệ tử bọn họ thu lưu sao lại có thể lưu lạc mà bái nhập vào trong Thất Huyền Võ Phủ? sau đó lại bất đắc dĩ đi tham gia khảo hạch đệ tử hạch tâm võ phủ cao thủ tiên thiên mặc dù đặt ở tông môn tam phẩm thất huyền cốc cũng là nhân vật khó lường một tên võ giả hậu thiên với nội tình của liên hợp thương hội cũng không cần quá kiên kỵ bởi vì bản thân liên hợp thương hội cũng có cao thủ hậu thiên hơn nữa xem ra bản thân cao thủ hậu thiên này quan hệ với lâm minh cũng không quá sâu lúc trước trương quan ngọc đã điều tra quá khứ của lâm minh lâm minh từ trước tới nay đều nghèo túng hắn phải sử dụng đan dược chữa thương cấp thấp một thời gian rất dài hắn từng chào minh văn phủ ở bách bảo đường mà bách bảo đường này chính là sản nghiệp của liên hợp thương hội khả năng là lâm minh ngẫu nhiên gặp được kỳ ngộ nhặt được kế thừa y bát của một cao thủ hậu thiên đỉnh phong sau đó bằng vào ngộ tính kinh người tự học thành tài như thế mới có thể giải thích vì sao tuổi hắn còn trẻ mà có được thực lực cường đại như vậy lại quá nghèo túng như vậy hơn nữa không thể không bái nhập thất huyền võ phủ trương quan ngọc điên cuồng cố chấp nhưng cũng không ngốc hắn căn cứ một ít dấu vết để lại rất nhanh suy luận ra tình huống thực tế của lâm minh chỉ là hắn không nghĩ tới thứ lâm minh nhặt được không phải là kế thừa của cao thủ hậu thiên đỉnh phong mà là kế thừa của cường giả thần vực nghĩ vậy trương quan ngọc lại nở nụ cười nhưng trong lúc hắn cười lại ẩn chứa một chút dữ tợn khó phát hiện hắn quyết định không thay đổi kế hoạch nhằm vào lâm minh lúc trước hắn muốn kết cục của lâm minh phải vô cùng thê thảm như thế mới hả được cơn giận trong lòng đúng là đáng tiếc mất cơ hội làm quen với tiền bối cao nhân tuy nhiên lâm tiên sinh nếu ta đã mang ra bình mấu hung thú cấp 5 này thì cũng không tính thu lại. Ta muốn hỏi Lâm Tiên Sinh một chút, nếu như Lâm Tiên Sinh tự mình ra tay có thể cam đoan dùng Minh Văn Kỹ để thăng uy lực bảo khí này mấy thành? Nếu ngươi yêu cầu thuộc tính đặc biệt thì chỉ có 4 thành, mà nếu không thì là 4 thành 3. Lâm Minh mới vừa nói xong, Uông Vũ Hàm vội la lên: "Lâm Tiên Sinh, đừng giúp hắn, ngươi thêm Minh Văn giúp hắn, hắn lại hội dùng thanh kiếm này đối phó ngươi." Sự tình rõ ràng, hôm nay Trương Quan Ngọc đến một là hỏi thăm sư phụ của lâm minh chuyện khác chính là vì muốn thêm minh văn lên bảo kiếm nhân giai thượng phẩm của mình hiện giờ ở thiên vận quốc minh văn thuật lâm minh là số một ha ha lâm tiên sinh nếu như không dám minh văn thì cũng thôi ta có thể phát động quan hệ của liên hợp thương hội đi tìm hoác la quốc tuy rằng mất một chút sức lực và trả cái giá đắt hơn tuy nhiên vẫn có thể tìm được minh văn đại sư hợp ý ta hoác la quốc cường giả rất nhiều trình độ minh văn thuật cũng cao hơn thiên vận quốc nhưng mà muốn tìm được minh văn đại sư dùng minh văn thuật thêm vào cực phẩm minh văn kỹ cũng không có nhiều lắm bọn họ chỉ có thể tăng phúc chân nguyên vượt qua lâm minh một ít mà thôi lâm minh cười nói ngươi không cần kích ta ta nếu đã quyết định đấu với ngươi tự nhiên là muốn đánh bại trong trạng thái ngươi mạnh nhất đây chính là võ đạo của ta đương nhiên lâm minh đáp ứng minh văn cho trương quan ngọc trừ nguyên nhân hắn nói vừa rồi ra quan trọng nhất vẫn là mấu này là mấu hung thú cấp 5, nếu như lần này bỏ lỡ thì không biết lần sau khi nào mới tìm được về phần nói minh văn phù có thể đề cao thực lực của trương quan ngọc là không giả nhưng mà minh thân phù đối với thực lực của mình còn tăng hơn nữa chỉ sợ trương quan ngọc nằm mơ cũng không nghĩ tới mấu huyết hung thú cấp 5 tới tay lâm minh lại có thể trực tiếp đề cao thực lực và tốc độ tu luyện của hắn hắc hắc tê đây đành làm phiền lâm tiên sinh trương quan ngọc liếm liếm môi hắn không nghĩ tới lâm minh lại khẳng khái đáp ứng mình vốn hắn còn nghĩ hôm nay lâm minh khẳng định không dám minh văn cho mình sau đó tỏ ra một chút cao ngạo ý là chê cười một trận dù sao bảo khí nhân giai thượng phẩm cộng thêm cực phẩm minh văn phủ uy lực phát huy ra rất khủng bố. Cho dù đối mặt với trọng thương từ ô đạn thiết của Lâm Minh, sau khi rút đủ chân nguyên cũng đủ để chặt đứt nó. Mà vũ khí bị chặt đứt, quyết chiến còn đánh cái gì? Trương Quan Ngọc nói. Lâm Minh hơi chuẩn bị một chú liền bắt đầu vẽ. Hiện giờ hắn vẽ những minh văn phủ đỉnh cấp này đã càng ngày càng thuần thục. Lần này là lần đầu tiên thêm minh văn vào bảo khí nhân giai thượng phẩm cho nên quá trình vẽ hơi chậm một chút. Tổng cộng mất hơn nửa canh giờ kết ấn, minh văn, một hơi hoàn thành, cuối cùng gần trăm cái minh phù lóe sáng trên bảo kiếm nhân giai thượng phẩm ngưng kết thành một ngọn lửa hình minh văn phù. Trương Quan Ngọc cầm bảo kiếm thử một chút, đem chân nguyên rót vào trong, quả nhiên có tăng phúc bốn thành ba phân, sau đó chân nguyên ngưng kết thành minh văn kỹ, uy lực rất lớn. Ha ha, kiếm tốt. Trương Quan Ngọc cười ha ha, tên Lâm Minh này đúng là tên ngốc, ta thật muốn nhanh xem 4 tháng sau, hắn sẽ nuốt hận khi mình tự tay minh văn bảo kiếm này, biểu tình sẽ như thế nào, ta sẽ dùng thanh kiếm này ở thời điểm thích hợp xuất ra mấy chiêu vô cùng tàn nhẫn trong hợp hoan thần công kia, khiến cho hắn bị trọng thương, thậm chí tu vi tụt mạnh, ta xem ngươi làm sao thông qua khảo hạch đệ tử hạch tâm của Thất Huyền Võ Phủ. Tuy nhiên Trương Quan Ngọc lại không biết, lúc này Lâm Minh cũng có tâm tư giống vậy, hắn nhìn Trương Quan Ngọc thi triển Minh Văn Kỹ ra, trong lòng cười lạnh, tên Trương Quan Ngọc đúng là một tên ngốc, khiến ta bớt đi không ít khí lực, ta sẽ chờ, 4 tháng sau hắn vì hai tấm minh thân phù này mà thảm bại đáng tiếc trương quan ngọc cũng không biết mình vì sao mà bại trận cũng không biết mấu hung thú cấp năm này phát huy tác dụng nhiều cỡ nào nếu không ta rất muốn nhìn vẻ mặt của hắn ta sẽ dùng mấy chiêu vô cùng tàn nhẫn trong tuyệt mạch thủ kia khiến cho ngươi chẳng những kinh mạch đoạn tuyệt hơn nữa sinh lực giảm mạnh ta xem về sau khi ngươi đối mặt với nữ nhân sẽ tu luyện hợp hoan thần công như thế nào tuy rằng hai người đều có tâm tư ác độc nhưng mà bên ngoài hoàn toàn lại không nhìn ra được hơn nữa trương quan ngọc vẫn treo vẻ tươi cười cực kỳ sáng lạn đúng rồi lâm tiên sinh lúc trước dường như ta với lâm tiên sinh có một ít hiểu lầm chuyện liên quan tới lan vân nguyệt lan tiểu thư lúc ấy ta đi bái phỏng lan tiểu thư liêu tiên sinh quá mức kích động kết quả hiểu lầm ta phải không thì ra là như vậy lâm minh trong lòng cười lạnh hắn rất muốn nhìn xem trương quan ngọc rốt cuộc muốn nói gì ta nói thật quả thật ngưỡng mộ lan tiểu thư nếu không ta cũng không đi bái phỏng nàng tuy nhiên những cô gái ta thích ta vẫn chưa dở thủ đoạn gì đều là bọn họ chủ động theo đuổi trương quan ngọc nói tới đây một thanh âm phẫn nộ chợt vang lên Trương Quan Ngọc, ngươi có biết xấu hổ hay không? Uông Vũ Hàm tâm tư đơn thuần chịu không nổi, bây giờ nàng hận không thể lập tức rớt tên mặt người dạ thú trước mắt này. Tuy nhiên Trương Quan Ngọc tu vi đã đến cảnh giới nhất định, hắn hoàn toàn mặc kệ Uông Vũ Hàm, tiếp tục nói: "Ừ, lúc trước ta nghe nói, Lâm tiên sinh rất thích cá cược khi quyết đấu với người khác, với Vương Nghiễn Phong như thế, với Trương Thương cũng như thế, như vậy lần này Lâm tiên sinh quyết đấu với ta, có phải cũng nên cá cược một chút hay không thôi thì như vậy, trong tài liệu Lâm tiên sinh cần" ta vẫn còn một loại tên là thất tinh nham, ta dùng nó để cá với lâm tiên sinh để sở hữu lan tiểu thư, thế nào? Ta thua, như vậy thất tinh nham thuộc về lâm tiên sinh, ta cũng sẽ không tiếp tục quấy giày lan tiểu thư, ta thắng, như vậy thất tinh nham vẫn thuộc về lâm tiên sinh. Tuy nhiên chuyện của lan tiểu thư, xin lâm tiên sinh không nên nhúng tay vào, mà có thể đả động phương tâm lan tiểu thư hay không, vậy phải xem bản lãnh của ta, nói cách khác, bất kể thắng thua, thất tinh nham đều sẽ đưa cho lâm tiên sinh, chỉ là nếu như Lâm Tiên Sinh thua, như vậy Lâm Tiên Sinh cũng đừng nhúng tay vào chuyện Lan Tiểu Thư nữa, như thế nào? Dựa vào bản lãnh của ngươi mà đòi đả động phương tâm của Lan Vân Nguyệt sao? Lâm Minh nở nụ cười, đổi tới đổi lui, Trương Quan Ngọc vẫn là muốn dụng Lan Vân Nguyệt đả kích võ đạo chi tâm của hắn, để cho trận chiến 4 tháng sau hắn sẽ bị thua, mà thua thì không ngóc đầu lên nổi, thua vô cùng thê thảm. Hắn cười lạnh đáp lại Trương Quan Ngọc, mặc dù ta xác định thắng ngươi, Ta cũng sẽ không lấy nữ nhân ra đánh đấu, Lan Vân Nguyệt và ta đã không còn quan hệ, nàng gả cho người nào ta không quan tâm, nếu như ngươi đàng hoàng theo đuổi Lan Vân Nguyệt thì cũng thôi, nhưng ngươi vì đối phó ta mà liên lụy tới Lan Vân Nguyệt, ta cũng sẽ không ngồi yên đâu. Quả thật ta thiếu vài loại tài liệu, tuy nhiên không có liên hợp thương hội, ta cũng không phải không tìm được, chỉ là phiền toái một chút mà thôi, hiện tại ngươi có thể lăn. Lần này, rốt cuộc sắc mặt Trương Quan Ngọc cũng trầm xuống. A xem ra ngươi xác định đánh thắng ta tốt rất tốt. Trương Quan Ngọc nếu ngươi tính toán 4 tháng sau đánh cho ta không ngóc đầu nổi, thật trùng hợp, ta cũng có tính toán giống vậy, đến lúc đó phải xem ai xuống tay ác hơn ai. Ha ha tốt lắm, một khi đã như vậy, như vậy 4 tháng sau gặp lại ta sẽ khiến ngươi hối hận khi xuất hiện trên đời này. Trương Quan Ngọc thu trường kiếm, phất tay áo rời đi, mà Lâm Minh lại lơ đễnh lấy ra một viên chân nguyên thạch, chuẩn bị khôi phục chân nguyên, lúc này Ung Vũ Hàm không kìm nổi nói: "Lâm tiên sinh, ngươi thật lỗ mãng, tuy rằng mấu hung thú cấp 5 rất khó có được, nhưng cũng không phải không tìm được chúng ta chờ thêm vài ngày là được rồi nhưng ngươi lại giúp trương quan ngọc minh văn bảo kiếm minh văn phủ của ngươi cho dù đi hoắc la quốc cũng gần như không tìm thấy người có trình độ tương đương vậy tên trương quan ngọc kia tu luyện hợp hoan thần công đã mấy tháng mấy tháng này chỉ là nữ nhân hắn bắt về phủ đã mấy chục người thực lực của hắn không biết tiến bộ bao nhiêu lâm tiên sinh người uông vũ hàm lo lắng xuất phát từ trong nội tâm trận chiến giữa trương quan ngọc và lâm minh rõ ràng chiến là một trận tử chiến nếu như thua sẽ phải trả một cái giá thảm bại, Trương Quan Ngọc thành danh đã lâu, lại âm hiểm tàn nhẫn, Lâm Minh nếu có chuyện gì xảy ra thì. Lâm Minh cười nói: "Uông cô nương xin yên tâm, trong lòng ta hiểu rõ, nhưng ta cảm thấy." Uông Vũ Hàm cũng không biết nói tiếp ra sao, nàng phát hiện, tuy rằng Lâm Minh không ngừng sáng tạo kỳ tích, nhưng mà về phía mình cũng cảm thấy đối với Lâm Minh thì không có gì là không có khả năng, nhưng mà quyết đấu liên quan tới an nguy của Lâm Minh, Uông Vũ Hàm vẫn rất lo lắng chỉ sợ xảy ra chuyện gì cảm ơn uông cô nương quan tâm kỳ thật nếu thật sự ta không địch lại trương quan ngọc ta cũng có thể toàn thân trở ra chiều nay chỉ sợ không có người nào tới nữa ta về trước hiện tại lâm minh chỉ nhận vẽ minh văn phù cao cấp mà thù lao loại minh văn phù này chính là tài liệu cao cấp trong danh sách đưa ra hiện giờ chủng loại tài liệu càng ngày càng ít khách nhân có nó đã ít lại càng ít cho nên một hai ngày này lâm minh đều không phải tiếp sinh ý mà hắn dùng phần lớn thời gian để tu luyện toàn bộ thời gian tu luyện trong vạn sát trận lâm minh đều dùng để lĩnh ngộ phong trì ý cảnh bây giờ lâm minh đã mở từ độ khó cấp 6 tăng lên cấp 7, nhưng dù vậy mỗi ngày hắn đều bị đập cho rất thảm đối với hiện tượng kỳ quái này không ít người trong thất huyền võ phủ biết thiên tài trăm năm hiếm thấy của thất huyền võ phủ tiến vào cuồng phong động chỉ mở độ khó cấp 7, lại bị đập cho mặt mũi bầm dập loại sự tình này nghe rất là khó tin có một vài người ghen tị lâm minh nói lâm minh cơ sở không vững chắc hạ bản không xong Tuy nhiên loại người dùng giọng điệu này lập tức bị người hâm mộ Lâm Minh dùng nước miếng dìm chết. Lâm Minh trong chiến đấu bất động như núi, con mắt nào của ngươi nhìn thấy hắn hạ bản cũng không xong. Những người hâm mộ này tin tưởng Lâm Minh đang dùng một phương pháp tu luyện đặc thù, nhưng đến tột cùng là phương pháp đặc thù gì mà phải tu luyện như vậy nhưng không cách nào giải thích. Cuối cùng một tiểu mỹ nhân sùng bái Lâm Minh vỗ bộ ngực chắc nịch, cẩn thận suy nghĩ, Lâm sư huynh hình như đang luyện tập năng lực chịu đòn. Để cùng phong thổi lên thân thể của mình, tùy ý va và đập vào tường chỉ có thể giải thích là tu luyện năng lực chịu đòn nghĩ ra giải thích này cho thấy tiểu mỹ nhân này có trí tưởng tượng phong phú sau đó lập luận này nhanh chóng truyền khắp ra đối với chuyện này lâm minh cũng chỉ có thể cười khổ hắn cũng không muốn như vậy nhưng mà ở trong ống thông gió mặt mũi bị bầm dập không có biện pháp giấu dếm cho dù có thương dược tốt nhất cũng không có khả năng trong nháy mắt trừ đi vết màu ứ hắn chỉ có thể mang theo vết thương lớp lớp trở về chỗ ở sau đó tắm dược dịch mất cả đêm tẩy đi vết mấu chữa khỏi ẩn thương Tuy nhiên dần dần, mọi người lại phát hiện, vết thương trên người Lâm Minh càng ngày càng ít, mà độ khó hắn sử dụng ngược lại càng cao. Cho tới một tháng sau, Lâm Minh mở ra độ khó cấp 9, nhưng hắn đi vào vài canh giờ, sau khi đi ra sau hoàn hảo, không chút tổn hao gì. Đối với đệ tử thiên tri phủ bình thường mà nói, chuyện này cũng không tính là gì, dạng người xếp hạng như Lâm Minh phần lớn đều mở ra độ khó cấp 10 nhưng đám người hâm mộ lâm minh trước sau cho rằng lâm minh trong lúc luyện tập năng lực chịu đòn không cần dùng chân và lực lượng để chống cự lại lực gió và mặc cho thân thể trong cuồng phong va và đập vào vách nham thạch như vậy không tổn hao gì không phải là đầu đồng tay thiết sao không thể tin nếu thật như vậy chỉ sợ lâm minh rất cứng rắn nhưng nếu không phải như vậy vì sao lâm minh chỉ mở ra độ khó cấp 9? các ngươi nói rốt cuộc lâm sư huynh ở bên trong làm gì chỉ mở ra độ khó cấp 9? nếu lâm sư huynh phát huy ra toàn bộ thực lực chống lại Chút gió ấy căn bản không đủ gãi ngứa, ta đã nói rồi, Lâm Sư huynh đang luyện tập năng lực chịu đòn mà ngươi không tin. Tiểu Mỹ Nhân đưa ra lý luận này hừ một tiếng, đối với hoài nghi của người khác có chút bất mãn, nên biết rằng, sau khi độ khó Cùng Phong Động đạt tới cấp 9, đệ tử bình thường cho dù dựa vào chân nguyên và lực lượng vững vàng chống lại Cùng Phong lực nhưng mà bởi vì tốc độ gió quá nhanh, thổi rách cả quần áo của bọn họ.